Hello, xin chào anh em. Nói chung là cũng tương đối lâu rồi. Mình thì cũng lười chơi game. Hôm nay là mình sẽ chơi tiếp cái game này đây. Trong lúc đợi mình chơi các game khác nha. Tại vì thực ra khoảng thời gian qua không phải là mình chán game này đâu, mà là vì bận quá ấy. Công việc nhiều lắm luôn. Gọi là bị stress kinh khủng. Thì mọi người ở các tỉnh khác thì ví dụ như ở Hồ Chí Minh, Hà Nội chẳng hạn thì đang tình hình dịch dã nó rất là căng thẳng, mọi người không có công ăn việc làm ấy, nói chung là cũng khá là loạn. Thì mình cũng may mắn là ở Hải Phòng, là một cái thành phố mà nó nói chung Hải Phòng mình là một cái thành phố thiên về cảng biển ấy, cho nên nó rất là quan trọng trong cái việc bảo vệ. Thành ra mới lãnh đạo cấp trên làm cực kỳ chặt chẽ luôn. Hà Nội bị nhá, Hải Phòng chưa bị, nhưng mà Hải Phòng đã ban hành cái luật gọi là cấm cho các tỉnh khác ra vào thành phố rồi. Không phải đơn giản như ngày xưa chỉ là từ Hà Nội về kiểm tra đâu, mà bây giờ từ tỉnh khác cũng phải kiểm tra đề phòng, kiểu như là người dân bây giờ hay có kiểu trốn từ nơi có dịch xong đi vòng vo rồi đi qua vào địa phận Hải Phòng ấy. Thế nên là nói chung là nghe thì có vẻ khá là căng thẳng và khó khăn, nhưng mà bù lại thì Hải Phòng hiện tại đang khá là ok. Nói chung là phải như thế thì mới đúng với cái tiêu chí của cái quyết định 16 gì gì ấy, đúng không? Bởi vì nói chung là ấy thì mình sao ta? Mình cũng hoàn toàn thông cảm với những cái người mà bị ở trong vùng dịch như là Sài Gòn chẳng hạn. Thì là mình thì mình cũng không thể nào là một công dân gương mẫu được. Làm sao mình có thể gọi là chịu ở nhà được nếu mà chẳng hạn như hết đồ ăn phải ra đường chứ, đúng không? Thì mình không trách ai cả, mình chỉ nói là đấy, ví dụ như là ở miền Tây quê vợ mình á, ngay khi Sài Gòn có bùng nổ một phát là người ta đổ xô dân tình kéo nhau đi trở về quê. Mà có nghĩa là khi mà cái luật nó đưa ra còn một ngày nữa hay sao ấy, thì trước đó 1 2 ngày rồi đã bắt đầu mọi người dục dịch đi rồi. Như thế thì phong tỏa Sài Gòn có tác dụng gì nữa, trong khi những cái người mà có khả năng mang bệnh trong người ấy lại đi sang các tỉnh khác mất rồi. Như thế thì phong tỏa không còn tác dụng gì nữa. Nói chung là người ta cứ dân tình mình thì cứ bị cái kiểu chống đối ấy. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là sao nhỉ? Từ từ, mình vừa mới nâng cấp cái ngọn giáo, bởi vì cái cuối ở cái video trước mình vừa mới hoàn thành cái kết liễu cái tên giáo đồ cuối cùng, có đủ các mảnh rồi, nâng cấp ngọn giáo rồi, ngọn giáo của mình nó rất là xịn sò rồi. Nói chung là xem thông số thôi, chứ còn cũng giờ chỉ biết là nó xịn thôi, chứ còn skill mình nâng thì cũng ok hết rồi, cũng không có quá là gì cần phải đọc những cái chỉ số nữa. Thì mình nói đến đâu ấy nhỉ? Thì từ từ để đến gặp ông bố này đã. Nói chung là mình về cái ý thức người dân người ta chống đối ấy, thì đấy như gần đây nhất này, một cách chống đối nó khá là thô thiển, đó là ví dụ như là chuẩn bị ngày 23 sắp tới lại siết chặt hơn ấy. Không có lockdown chắc là tin đồn, hoặc là nhà nước họ thấy loạn các họ rút lại, mình không biết nữa, cái đấy mình không biết, mình không có phát ngôn gì cả. Nhưng mà cái hành động mọi người đến các tiệm mà bách hóa hay là siêu thị mua đồ ấy, người ta đâu có cấm đâu trời ơi, nhưng mà người ta cũng để những cái chấm dấu cộng trên mặt đường ấy mọi người, để mà đứng xếp hàng ra đấy. Cái chấm để làm gì? Để mọi người đứng xa nhau, đừng có tụ tập với nhau lây bệnh. Đi mua đồ ai cấm đâu, nhưng mà đi mua xong mang bệnh về nhà thì cũng gọi là báo hại gia đình vợ con các thứ, đúng không? Thì mình xin phép được chỉ bậy chứ đi mẹ, các bố các mẹ cứ xếp cái dép ở chỗ mua đồ ấy, xong nó ra tụ tập ngồi một góc với nhau tránh nắng thế đó nào ấy. Mẹ đùa ấy. Mình nghĩ là bày cái kia xếp hàng ra đấy đúng rồi, chả để làm gì cả, toàn những người dân chống đối. Nào con này, con này nó không không counter được. Ôi nó chết cháy rồi, quá là chống đối luôn. Khi mà đợt trước khi mà có những cái ví dụ như là người ta luật nó cũng thông cảm cho mọi người, người ta cho những cái đơn vị vận chuyển được phép ấy, có giấy phép ấy, thì những cái đơn vị đấy được quyền đi lại giao hàng các thứ, thì mọi người lại sinh ra một cái trò đó là kiếm mạng của ví dụ như Grab hay gì đó, mặc giả làm shipper để ra đường thì vẽ đùa ấy.
khi mà cái chú nói với câu bảo là khi mà hết lệnh giãn cách mà vẫn còn có người bị bệnh, chứng tỏ ý thức người dân chưa tốt. Mình công nhận cái đấy luôn á. Bởi vì ví dụ như là người ta giãn cách 1 tháng chủ yếu là để cho không có người bị thêm đúng không? Thì theo logic thì đến giờ hết 1 tháng mà vẫn có người bị thêm, chứng tỏ trong 1 tháng đấy vẫn có gặp nhau thì mới bị chứ đúng không? Cũng khó khăn. Nhưng mà khổ thân bao nhiêu người. Những người mấy hôm vừa rồi mình xem những cái tin tức mà người chết nhiều ấy, mình cảm giác sợ luôn Tablet. Mình thì không phải mê tín dị đoan quá nhiều, nhưng mà mình là, nói chung là Việt Nam mà, mình chỉ cần nhìn những người chết mà không được có một cái lễ hỏa táng nó tử tế, mình cảm giác mình rất là thôi. Trời ơi, đây là mình đi tìm bố đây này. Ở đợt trước là mình cũng có qua cái chỗ này rồi, nhưng mà bây giờ muốn tìm ông bố này xem ông là gì. Ở qua đây mình cũng nói luôn là cuối video trước mình có nói đến việc là trong cái đoạn hồi tưởng của tự nhiên trong cái hình ảnh xuất hiện khi mà chạm vào cái tạo tác ấy. Nên thế ông bố tên là Pythagore, mình có tìm hiểu ông ấy, Pythagore đúng là ông toán học và ngày xưa mình hay học về cái hình học à, định lý Pythagore gì đúng không? Đấy, định trụ đúng là cái ông ấy luôn thật. Hóa ra ông nên là một có sức mạnh thần thánh, bảo sao ông ấy giỏi thế. Quái nhờ. Tấm thẻ cổ đâu? À, phải xem lại tấm thẻ. Thẻ nào? À đây nó có hiện đây này. Đâu nhỉ? Đây 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 đây. Tôi đã sắp xếp những tấm gương sau khi trở lại tàn tích. Tôi đã tìm thấy một đường dẫn. À, có cái gương chiếu ánh sáng. Mình nhớ bên trên kia có mấy cái gương chiếu. Mấy cái gương chiếu này thì mình cũng không quá am hiểu về lịch sử, nhưng mà khi mà ngày xưa mình xem cái phim Mummy xã Ai Cập ấy, thấy có cái kiểu chiếu gương để lấy ánh sáng chiếu từ đây ra kia ấy. Làm một cái hệ thống ánh sáng dưới tầng hầm. Dưới lăng mộ chứ nhầm. Thế thì để xem nào. Nhà mình cái con mèo nó đẻ, bây giờ mèo hết con này kêu lại con kia kêu. Bây giờ mình mới lên trên cùng xem từ đâu đâu đó kia có một cái gương kìa, nhưng mà phải có một cái nguồn sáng từ đâu khác chứ đúng không? Kìa, cái tấm gương kia có làm gì nó không nhỉ? Từ từ ra đây đã, chỗ này hơi xa không biết là nó có cái liên quan gì không. Chẳng lẽ chốc là ánh sáng đấy là sang tận đây à? Chắc không phải đâu nhỉ, chắc không phải, không phải, chắc là phải ở cái gương góc kia cơ. Ông Pythagore là ông ở trong cái hang này, chắc là phải có sức mạnh huyền bí rồi mới ông mới sống ra như vậy. À chà chà, bị che thôi, mình đâu có cần phải điều khiển gương. Có thằng dở hơi là tự nhiên nó đi che cái này lại chắc. À nhầm, không phải thằng dở hơi, ông Pythagore đấy. Rồi xong rồi, thế là đi xuống thôi. Ông Pythagore chắc ông mới chặn lại để cho người ta cái cửa nó đóng lại đỡ người ta đỡ vào. Thêm một chút là cuối tập trước chúng ta có được cái mũ, à được cái vương miện đội đầu, vòng đội đầu này, lấy từ cái con Asbasia gì đó để full bộ. Bây giờ bộ này là tăng 30% sát thương với mọi kỹ năng luôn. Vậy bây giờ kỹ năng của mình là bá đạo vô đối, đã khỏe rồi chứ lại còn tăng 30% nữa. Ai mở ra. Ơ kìa, có cái gì nữa không nhỉ? Ồ, chắc là phải quay lại cái gương rồi. Khả năng là chiếu nó chưa được đầy đủ. Từ đã nào. Giờ phải xem nguồn sáng từ đâu và điểm cuối nó ở đâu. Để chắc là đang đi theo đúng hướng rồi đấy. Nó lại đến nguồn sáng thì mệt. À đây chính là cái vừa mình trèo lên đây đúng không?
Chắc cuối cùng có một cái nữa lại bị. Ừ được rồi, còn cái này nữa. Thế thôi bây giờ cứ làm cho cẩn thận nhá. Đấy, đấy, lại còn cái kia nữa, bị đội rèm nữa kia. Đốt nó. Ô hay nhở. Có kiểu là có kiểu đấy nữa cơ. Slow motion lúc mà đu dây mọi người ạ. Ui, ui. Vãi cứt rắn. Rồi sao? Cái này phá đi chứ hả? Hay là kéo? Ui giời ơi. Xin cái giải đố nữa cũng hơi nhảm nhí này. Nhưng mà chiếu đi đâu đây? À phải kéo cái này ra để nó chiếu ở chỗ khác. Hóa ra là giải đố nó cũng khá là dài đấy. Nó không phải chỉ đơn giản chỉ là mở cửa đâu. Quái nhỉ. Chưa đúng vị trí à? Có một cái gương ở đây này. Ê, chiếu đến rồi đấy. Hình như kéo thêm nữa, kéo thêm nữa. Hết cỡ mẹ rồi. Rồi sang kia đi. Tương đối là lằng nhằng. Xin lỗi mọi người vì cái đoạn đầu mình hơi cảm xúc nó hơi bị thái quá. Về cái vấn đề Covid. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm thời bỏ qua đi. Mình cần chơi game. Mình cần thoải mái giải tỏa. Nói chung là Hải Phòng không bị dịch, thế nên là công việc của mình nó nhiều lắm. Ơ cái này đi kiểu gì? Giờ chơi cái trò xếp xe à? Tơ. Đây đây đây, bốn này ra đây. Bốn này lùi xuống chứ. Đấy, để kéo cái thằng kia sang. Việc mình nhiều lắm luôn đấy. Cái tháng vừa rồi quá là nhiều. Tháng này may quá cô hồn cho nên nó bớt nhiều đi thôi. Bình thường mọi năm cô hồn ít hẳn. Năm nay cô hồn nó chỉ là bớt đi thôi. Ê, hình như mình nhầm rồi. Ủa, ra nhìn lại cái đã. Đi ra nào. Đứng, ấn ra rồi mà. Cứ điên lại. Nói chung là cần chiếu xuống dưới kia đúng không? Cần chiếu xuống dưới kia. À rồi rồi rồi, hiểu rồi. Để cho thằng này vào đây, tạm. Đấy, kéo bố này xuống đây giống kiểu mấy cái nhiệm vụ mấy cái game mà xếp dòng xe để cho xe đi qua ấy. Đảm bảo giao thông. Được, đã tách ra, đã xíu rồi. Nhìn làm được rồi. Đâu, thằng này lại chiếu đi đâu nữa. Lại cửa. Ui, cái gì ấy? Rắn độc. À đấy, nó chiếu từ tận đấy sang đây. Ok, mở được cửa rồi. Bà ấy còn bảo là phía dưới có một cái đường gì ấy mà cái người kia người ta chưa có đến được. Để mình sẽ hoàn thành tiếp tâm nguyện của cái người đi trước. Ông Pythagore. Mình không ngờ được là game càng ngày nó càng sáng tạo ấy. Nó nhồi nhét quá nhiều nhân vật trong lịch sử. Đang trong quá trình cai thuốc nên là mình uống nhiều nước ngọt quá. Không biết có hại gì không? Chắc chắn có hại rồi, nhưng không biết nó có nặng nhìn không thôi. Chứ còn chắc chắn là có hại. Nhảy thêm không đập đầu vào vách đá nhỉ? Có gì dưới này không? Đó, có này. Đếch lấy được, game lỗi à? Lỗi bở lắm rồi. Hello, ok. Úi dồi rơi. Trong này mà bọn nó sống được. Sao cha mình ở đây cơ chứ? Vì ông ấy muốn, trời ơi.
Chỗ này thì ăn uống cái gì nhỉ? Ui, lửa này, nóng thế. Nóng thế, đâu, bố đâu, ui. Dưới này là dung nham mẹ ơi. Phải cẩn thận bước chân. Ê, nhảy xuống dưới kia được ấy. Hay quá, có rất nhiều khoáng sản ở dưới này. Lại xuống nữa à? Ôi, sao giống kiểu tàn tích Isu ấy nhỉ? À mà ngay từ ngoài đã giống kiểu tàn tích Isu rồi mà. Ông này chắc là một khả năng ông này nắm giữ một cái thánh vật địa đàng gì đấy. Quả táo chẳng hạn. Trời ơi, không muốn trèo lên đâu, Cassandra ơi, nhầm lẫn rồi. Vãi, phía trước có boss hay sao ấy, có dấu hỏi chấm to đùng. Rồi rồi, đây có chết không nhỉ? Chắc chết quá chứ lại. Ông này, trong này ông ăn khoáng thạch ông ấy sống mọi người, ông ăn đá quý, ông ăn kim loại. Không có gì sinh vật sống gì ở trong này luôn ấy. Không có sinh vật sống này, không có cỏ cây hoa lá gì cả. Ồ, thành phố bị thất lạc này. Ê, cái chỗ này giống cái ở Assassin's Creed 3 đúng không nhỉ? À không, không, không phải, mà khả năng là chỉ là giống thôi, cùng là cái đấy mà. À đâu, đâu có phải đứng ở đây đâu. Kìa kìa, hình kim tự tháp kìa. Ui, rộng thế. Nhưng mà vẫn chưa thấy ông già ông ở đâu. Mày làm gì có những cái bí mật gì không? Ủa cái gì ấy? À, chỗ này gọi là tàn tích cũng đúng thôi, chỗ này sụp đổ rồi. Mình mặc luôn bộ giáp của Deimos. Mình gặp bố đây. À, ông này không phải bố của Deimos đâu, ông này chỉ bố mình thôi. Thằng Elysius kia là con của ông sói mà. Ê, ông ấy kìa. Mẹ ông ấy cầm cái trượng. Thế thì cái trượng đấy là đúng là thánh vật địa đàng rồi. Hình cánh chim mà trông như gậy của cái gì nhỉ? Cái thần mà cũng có cái cánh chim ở cái giày ấy. Thần Hermes ấy. Icarus đỏ đâu ấy. Ô, nó quý ông này hơn à? Ông này đúng bố mình rồi này. Pythagoras. À đây là Atlantis à? Atlantis sao lại... À nãy giờ đi xuống sâu dưới đáy biển rồi còn gì nữa. There are many secrets in this world that are hidden behind myth and legend. And who are you? Game nó nhiệm vụ phân nhánh, mình làm nhiệm vụ kia trước, thành ra nó hơi bị lủng củng nhỉ. Ngay trong giấc mơ đã thấy ông này là cha mình rồi mà. Ông ấy đã chết nhiều thập kỷ. Vậy ông này có sức mạnh trường sinh. Khi gặp mẹ của cô này thì cũng đã là ông ấy là người theo như những gì viết lại thì ông ấy đã là người cổ đại rồi. Thế mà vẫn còn sống để mà giao cấu với mẹ của Cassandra nhỉ. Mirini, my mother. Người nói thế luôn cho ông còn nhanh hiểu. Mirini, she sent you here because she knew this was your destiny. My destiny? There's more at stake than anyone. Vậy là game ấy nó sẽ nghĩ, nó nghĩ là khi mà ở cái quần đảo của bà Mirini ấy, bà bảo mày đi tìm cha ấy, thì game nó, ông đạo diễn game ông ấy tính là mình sẽ đi gặp ông này ngay trong giữa game đấy ấy. Thành ra cái đoạn cuối lúc mà giết bọn giáo đồ ấy, có hình ảnh ông này. Nhưng mà đâu biết được là mình là người chơi nó khá là thích kiểu đầy đủ ấy. Mình thì mình không có, gần như không có game nào hoàn thành 100% thế cả. Khi mà hết cốt truyện thì mình không có hoàn thành đâu, nhưng mà riêng game này nó quái đản lắm. Mình muốn đầy đủ đồ, thế nên mình phải giết bọn giáo đồ trước. Để có đầy đủ đồ, lúc đấy thì làm cái nhiệm vụ này nó mới thú vị. Thành ra bây giờ nó hơi lủng củng. Ơ sao thế? Ừ nhỉ. Mình thực ra nhá, mình là người chơi bình thường, mình không nghĩ là cần phong ấn. Nó có thể là tại mình vẫn đang choáng ngợp với Atlantis ấy, nhưng thôi. Mình nghĩ là cái cần phải phong ấn nơi này lại là nó một cái nó chuẩn hơn. We must save the Greek world from itself. Above all things, trust yourself. You're capable of greatness. I'll do my best. The answers I seek are behind these mechanisms. They are sealed. Chúng nó bị phong ấn, vậy là phải giải nhiều câu đố trong cái nhiệm vụ này. So,
I need to find the artifacts and return them to Atlantis. Ui, phải nhiều cổ vật cơ à? À, bây giờ ông này ông đưa ra thông tin mình giờ đi thu thập cổ vật. They corrupt the minds of lesser people and possess a will to defend themselves. I'll bring them back. Cái trượng của ông này hình cánh chim nhưng mà ở dưới cái phần giữa giữa dưới dưới nó lại như kiểu hai cái đuôi rắn nó quẹn vào nhau giống kiểu biểu tượng của ngành y nhỉ. Đúng là cái trượng này thể hiện của một người uyên bác đúng không? Y là phải giỏi rồi. Sau đó đuôi cánh là y chắc là kiểu bay bổng gì đấy, đã giỏi còn mạnh nữa. Gì cái này, đi đâu đây? What the hell, lại về gặp cái con Layla này. Nói chung là mình tìm được Atlantis. Mình không tin. Mình chỉ ấn tượng đội Việt hóa ở cái khoản họ dịch hết cái email này thôi. Hôm bữa là mình có xem email chứ còn mình thực sự chả thích cái nhiệm vụ ở hiện đại gì cả. Nhìn cái con này nó xô gái quá. Quyền trượng của Hermes, đúng rồi. Hermes là thần Hermes đấy. Vậy những người lên đường đi luôn. Đi tìm Atlantis thôi luôn. Rồi xong. Thế thôi hả? Lâu thế. Mình không thể tưởng tượng game này mà để ở ổ HDD thì nó sẽ chậm như nào nữa luôn. Ô, không về quá khứ à? Bỏ mẹ rồi, lại mình sử dụng con Layla rồi. Đây chắc là cái ở cái quần đảo. Bản đồ thế giới không sử dụng. Ê, thế này có cá mập bây giờ. Ôi, Layla có khả năng là gọi là bơi không có bị thể lực luôn, không có cần thở luôn ạ. À, quyết. Nó mặc bộ đồ lặn rồi, mình còn phải thắc mắc cái đấy, nó ngu xuẩn thật đấy. Mình đi đúng đường không đấy? Nó dễ tìm thế này, sao mọi người đéo tìm đi. Ủa, nó còn xuống nữa cơ. Toàn sướng rồi. You're doing fine. Yeah, we're here if you need us. Said the assassin sitting at the desk. Well, I don't have to be on a boat to be useful. I have loads of information on ancient Greece. Did you know that at Zakros, the Minoans built a graveyard so... Mọi người đọc sắp nhá. Mình cái độ tập trung của mình dạo này nó kém lắm. Mình làm công việc thiết kế đầu óc dùng nó phải nhiều. Cái ngành nghề in ấn nó tương đối là phức tạp. Nó hỗn loạn trong việc cả thiết kế, sản xuất và hoàn thiện sản phẩm ấy. Nên là cũng khiến mình phải đa nhiệm quá nhiều. Đó mình dạo đấy nó quá tải. Ngày xưa bản chất của mình đã là kém trong cái việc vừa đọc vừa xử lý mà nhiều luồng thông tin khác nhau, khác thể loại ấy. Ví dụ như là mình không thể là vừa từ đâu nhỉ? Nói chung là đầu óc mình dạo này nó quá tải, rất là trầm trọng rồi. À, cái chỗ kia vừa rồi nó thành bể nước, nhưng còn ngày xưa nó là nham thạch á. Đây chính là chỗ Cassandra lao xuống đây mà. I'm gonna miss the London loft. I really like the view. Miss it? Why can't you go back? Didn't you read Kyoshi's report? Abstergo's already swept through it. It's compromised. No, I've been busy researching Theta. Kyoshi, are you all right? Of course. After clearing out the last of our gear, I observed the infiltration from a distance. Đẹp nhỉ? Phong cảnh đẹp quá. Yes, they found the USB key you dropped under the desk. Đây lên rồi. Không phải cùng đường Cassandra đi nhưng mà vị trí đúng thì ra chuẩn rồi. Cassandra đi đường bên trên kia cơ, nhảy xuống kìa. Toàn cua thôi, mẹ ở đây đến đây mà bắt cua. Ồ, không có vũ khí mà ông đánh nhau được này. Ồ, có đấm nhau mọi người ạ. Vậy là khả năng là mình sẽ dùng Layla để chiến đấu ấy. Chắc là đánh nhau với bọn Abstergo hoặc là bọn Thembla thế hệ hiện đại. À không, hai cái đấy là một mà. Abstergo chính là Thembla. Ồ, bây giờ đến gần hơn rồi này. Vậy thành phố này đã được phong ấn đéo đâu. Nhưng cái trượng chắc chả có ở đây đâu nhỉ.
Lại thèm nước ngọt rồi, đúng rồi. Không biết người khác cai thuốc thế nào chứ mình thì thực sự là thấy một hành trình gian khổ ấy. Thay đổ xong có nhất thiết là phải mặc đầy đủ rồi rườm rà phụ kiện khăn như thế này không? Mặc nguyên bộ đồ lặn nhưng mà khám phá vì đằng nào còn chả phải bơi lại đúng không? Khổ thế nhỉ? Đúng là game một đoạn này hơi phi thực tế. Mày dình đéo skip cụ mà đi. Phải có một lối vào. Sao không quay trở lại quá khứ mà xem Cassandra làm nào đi. Đấy, ngay từ đầu đi. Tìm vội làm cái gì, phải đi ngọn nguồn xem kết thúc nó như thế nào chứ. Giả sử nhá, mẹ tự nhiên mới biết được vị trí rồi lao đến. Xong rồi đéo tới đâu. Sau đó lại mất công lại phải đi lội ngược lại Animus để xem thì hóa ra Cassandra đã đánh sập cái chỗ này rồi sao. Thế nữa. Ngu xuẩn thật sự. Bây giờ phải tìm bốn mảnh cổ vật. Đã chấp nhận đa nhiệm vụ, bây giờ còn nhiều nhiệm vụ thế. Xem nào, có những nhiệm vụ này gì đây. Úi dồi. Nhân sư. Sao bảo có nhiều mảnh cổ vật mà có mỗi một cái này. Rồi cứ theo dõi nó đã. Mà xem nó ở đâu nào. Đâu nhỉ? Tại sao mình chưa thấy? Ủa? Nó trên bản đồ nó ở chỗ nào? Đánh dấu rồi mà. Theo dõi rồi đây. Từ từ, xem nó nói ở đâu đó. Ồ, lạc thế. Beotia Hồ Cô Bết. Phế tích kỳ lạ. Beto quyền mẹ địa điểm nó nằm đâu đấy. À đây này, nó bé tí đây. Ồ, gần cái hồ mà hôm mình gặp ông Leonidas ở đây nhỉ. À nhầm, Leonidas là ông nội ông ngoại mình chứ. Có cái ông sói tên là gì nhỉ, quên sứ tên rồi. Nikolaos, trời ơi, bốn mấy cái tên này nó lằng nhằng quá. Đi đường nào nhanh nhất mọi người. Đường này phải đi thuyền nhưng không sao, ở đây có thuyền mà, chắc chắn đây có thuyền. Đến đây thôi. Biết mà có thuyền này nhưng mà à không không, mình đang định bảo thuyền nó không có buồm nhưng mà không vấn đề gì cả. Game này nó buồn cười lắm. Thuyền đấy có buồm đâu nhưng mà ưỡn người đón gió nó vẫn đi được. Thế mới đẻo chứ. Nhìn này này. Thách thức mọi định luật vật lý. Úi giời. Không biết làm gì mà đi nhanh như này. Chắc Cassandra thả bom ở mông ra thế nên là nó mới có một cái phản lực mạnh như thế. Úi giời, lái khó quá. Úi dồi, sập cả thuyền luôn. Từ từ nhặt cái cây đã. I need to talk to him. Ui, lại phải leo trèo nữa chứ. Ồ, cái khu trông dễ nhìn này mà trước giờ chưa bao giờ phát hiện ra nhỉ. À, đây này. Hang gì trời, đây đâu phải cái hang đâu. What are you doing here? My name is Gorgias and I have spent my life researching the past of Viotia and the Peloponnese. I'm looking for the other half of this amulet. Ah, yes, I know of items like this. I was seeking a piece similar in size. Where is it? Unfortunately, my apprentice was the one tracking down its final location in Locris. Rồi ơi, lại phải theo một cái nhiệm vụ rông dài gì đây. I will do everything I can to find your missing apprentice. I appreciate the help, Mistios. I am very worried about my Pibos. Pibos? Don't worry. I'll find out what happened to Pibos. Cũng không xa lắm. Ồ, cái gì đây? Nước này. Núi này. Cây này. Ồ, những cái này khả năng là sau này phải giải đố mấy cái này rồi. Khổ rồi.
Anh ta ở gần lăng mộ hả? Tự nhiên đến lăng mộ làm đếch nhưng không biết. Thôi không, đánh dấu làm gì tự nhiên lại phải nhìn thấy. Mình đốt cái lò này có được kinh nghiệm không nhỉ? Quên mất rồi đấy. Vô tình nó hiện lên nên là chả lẽ là không đốt. Cháy rồi. Úi dồi, chết rồi. Không còn gì cả. Bây giờ phải đi tìm thứ gì đó đã giết chết anh bạn B-Boss này. Chắc là một con thú à. Ôi, đừng bảo trong cái hang này nhá. Chắc nó có cái hang đúng không? Ôi giời ơi, lại phải vào. Ôi, cái gì đấy? Nó có sư tử, nó đang ngủ. Vãi cả cứt. Trời ơi. May quá, bọn này cũng dễ giết thôi. Lấy được rồi. Tụi nó hiện nhiệm vụ mới đó. Hiện nhiệm vụ mới chưa? Truyền thuyết nhân sư. Hiện đi. Mình còn ấn nào. Ok, đánh thức huyền thoại. Trời ơi, lại phải chạy ngược lại. Bà làm sao ấy? Ôi, ôi. Mẹ lợi lòi tấn công bà ấy. Đúng rồi, đánh tao này. Đánh với người ngang sức mày đi. Mình cứu bà nhưng mà bà sẽ không bao giờ cảm ơn. Bởi vì game này nó rất là kém. Mình phải làm nhiệm vụ gì cơ. Mới được nói chuyện bà. Còn bây giờ thì đừng có hòng, đừng có mơ. Ngựa đến những bên nơi cũ rồi. Đấy. Ô, đi ra. Ông này chết rồi. Ô. Khó hiểu nhỉ. Bức tượng biến mất rồi, hay là bức tượng giết ông ấy rồi. What the hell, không phải bức tượng nữa rồi. Nó hiện nguyên hình là tượng nhân sư rồi. Mặt người này, da rắn, móng vuốt sư tử, lưng nó có cánh chim nữa. I hope you're more resilient than the last one. Tượng nhân sư trong truyền thuyết là hay đố lắm đây. Để chắc là cái câu đố của nó liên quan đến cái cục kia kìa. If you cannot comprehend what stands before you, how are you to entertain me? What are you? The Sphinx, the guardian of truth and knowledge. Nhưng mà mình nghĩ game này nó sẽ không có yếu tố thần thoại một cách phi khoa học đâu. Mình nghĩ đây là một cách nó sẽ giải thích theo kiểu khoa học. Ví dụ như là những cái con này là của tộc Isu ấy. À, giống như mấy cái thằng Cyclops ấy. Lúc mà mình giết bọn Cyclops xong, mình lấy được cái mảnh đệ đàng ở trong người nó ra, thì nó hiện nguyên hình là một cái xác chết người thường ấy. Chắc chắn đây là lại một sản phẩm của bọn Isu nó tạo ra rồi. You protect an object of great power. I have been asked to return it to where it belongs. A most noble of causes. Sadly, I cannot grant your request. There's too much at stake. I won't leave without it. The power I guard is not for the weak-willed. I can resist. One must risk everything in the pursuit of knowledge. If you can answer my question. Ôi, câu đố ở đây đúng là câu hỏi theo nghĩa đen luôn mọi người ạ. Kẻ thì cố trốn chạy, kẻ thì cố đánh lừa, nhưng thời gian sẽ trả lời. Chúng ta luôn gặp nhau. Dịch tỉ mỉ phết nhỉ. Chết mẹ nó là cái gì? Kẻ thì trốn chạy, kẻ thì đánh lừa, chắc cái chết à? Well done, Morta. Chuẩn luôn. Thực ra câu đố thì chẳng nghỉ chẳng dừng, di chuyển lặng lẽ qua những cánh rừng, nó không đi bộ chạy thẳng. Nơi nó không có mọi vật đều mát lành. Có nghĩa là câu đố này ấy, thực ra câu đố là rất là khó, nhưng mà vì nó có lựa chọn rồi, mình có thể loại trừ ấy, thì mình nghĩ là mặt trời. Không có nó thì mát lành, chắc chắn là mặt trời rồi. Your perception is admirable.
cô đố dễ với cứt. À không, không, cô đố không dễ. Chẳng qua trí tuệ của Cassandra quá là giỏi, cô ấy tự lọc cho mình thôi. Không khát nhưng vẫn uống chẳng ngừng. Không khát nhưng vẫn uống chẳng ngừng. Chết cha rồi, ba con này đều dưới nước. Đoạn đầu là gì nhở? Mẹ vừa đọc xong đã quên rồi, mình quên ngay lập tức luôn á. Tại sao con cá sấu với con sứa? Con cá với con sứa thì có vẻ như là cùng sống ở biển rồi, con cá sấu thì riêng con cá sấu. You're a crocodile. Such imagination. You are an interesting one. Now, take what you have learned. À đó. Vậy là mình đoán đúng rồi đúng không? Mình không nhớ câu hỏi đầy đủ là gì đâu, nhưng mà mình chỉ biết là con cá sấu nó khác với hai con kia. Con sứa với con cá thường kia thì đều có thể ở biển được. Cá sấu chỉ ở nước ngọt thôi. Ô đi mẹ, tiếp giờ là thế nào? Ơ mẹ đùa nhau à? Trí tuệ, thời gian, cái chết, con chim. Cá chết. Câu đố tiếp theo là mặt trời. Bây giờ tìm con cá sấu. Còn con nhện, còn con cá. Nhưng mình cần tìm con cá sấu cơ. Con cá sấu nào đâu? Ê chết cha, hai câu đố cuối cùng của mình con cá sấu là không đúng rồi. Nó là con cá thường thì sao? Hay thử ấn con cá đi. Thử xem nào. Sao giải dễ thế? Mình tưởng là tia sét bắn chết người cơ, hóa ra không phải. Ô, thế mà được á hả? Thế mà ông tính à? Thực sự mình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn á. Giấu sự thật trong những lời nói dối. Đấy, lại một cái xác người, xác chết khô rồi. Chứng tỏ là bọn Isu nó cấy những cái phần thưởng, à gọi là tự nhiên cái chữ ấy, phần thưởng nó làm mình đọc nhầm đấy. Đó, mình dạo lại kém lắm rồi đấy. Nó cấy những cái gọi là cái gì nhỉ? Cái đấy gọi là gì nhỉ? Thánh tích địa đàng ấy, vào cơ thể người để biến thành những quái vật. Thuyền có cái đầu mới, đầu bò không đẹp, đầu nhân sư nó mới đẹp. Phải là đầu nhân sư. Ê, có lính đánh thuê kìa, giá giết nó cho vui đi. Chơi game mà không có đánh nhau, không combat thì... Tại lắm. Ê, chạy bộ à? Úi giời ơi, chạy bộ này. Làm quả chí mạng cho nó đã nhờ. Xem là chí mạng của mình sao lại có thể nhanh như vậy. Úi dồi ôi, chí mạng của mình gấp 3 lần, sau nó cái kia gọi là gần gấp 3 đi, gọi là gấp 3 mẹ đi. Xong rồi kia chiêu đâu nhỉ? Giữ để chí mạng này gấp 300 lần nữa. 300% nó có nghĩa là gấp 9 lần. Gần gấp 10 lần luôn. Và ai thật. Một phát chí mạng đam gấp gần gấp 10 lần mẹ, thế mà cục đấy của nó nếu mà chí mạng là chết là đúng rồi. Rồi để xem. Trả cổ vật về Atlantis 3/4. Ồ, vậy là hai cái lần mình đánh con Cyclops kia đều có. Vậy là hai cái đấy đều tính. Ừ nhờ, đúng, cùng là quả táo mà. Vậy là đây là quả thứ 3. Mọi người có thể xem những video trước của mình để biết là mình giết những con Cyclops nữa nhá. Nhưng mà mình giết được hai con Cyclops cơ. À, còn một con nữa. Một con nữa mình biết nó đâu, nhưng mà phải, chắc là phải có nhiệm vụ gì để giải phóng nó cơ. Đây này, một con ở đây. Mình có một lần mình có ghi hình rồi. Mình đến đây nhưng mà giữa cái đảo này chả có cái gì cả.
Lòng trào giận dữ, cái đoạn này khó nhở. Để xem có nhiệm vụ phụ gì quanh đây nó liên quan đến cái đấy không. Sao có nhiệm vụ chinh phục hang động này. Báo lại cho lưu người liên lạc những hang động. À, cái nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Tham vọng gì đây, nhiều nhiệm vụ thế nhở. Quá nhở, giờ làm gì ta. Dù chưa đủ mảnh nhưng mà cứ quay lại đây đã. Biết đâu ông này cũng gợi ý cho về một cái con quái vật tiếp theo đúng không. Ờ, ông vẫn đang đứng kia kìa. Tốt. Kinh thật, đứng ngay dưới cái kim tự tháp này. Đây, ông cho tôi biết về một cái tiếp theo nào. But I need answers. I imagine you have many questions. I have questions about my family. Ôi giời, toàn hỏi về gia đình thôi. And emotional connections formed between people have always irked me. I knew Mirini would fail to stay detached. If you've been here all these years, how did you meet my mother? We're both descendants of the people who built this place, just like you. Mình xin phép được skip nhanh những cái chữ này nhá. That's when you agreed to make me. Why did you come here and I was never going to raise you. Our duty was to continue our ancient blood. À, đảm bảo duy trì dòng máu cổ xưa rồi. Ông này nhân giống không khác gì nhân giống lợn. Đúng rồi, có thể dẫn theo mà. À, vậy là muốn mình được rèn luyện cơ. Why is the cult hunting our family? It is our family's destiny to control the power in this place. Vậy chính vì ông này điều khiển bảo sao giáo phái nó cứ lúc nào cũng truy lùng Cassandra. Bắt được thằng Elysius rồi nó kệ, nó không quan tâm. Quan trọng là dòng máu của ông này. They've tried to destroy me and failed. And that's all I wanted to know. What do I do with the artifacts? Just place them in their corresponding. I want to know more about Atlantis. There isn't enough time for me to explain even a fraction of what I have learned here. Ông đã ăn gì để mà sống? Oh, this place is like a tomb. How did you live down here and for so long? This artifact, like your spear, possesses incredible power. It has given me life so that I may continue to learn from this. Đứng đây mà học hỏi cái gì ở đây cơ chứ? What have you been studying here? Everything. The first civilization's history, their culture, their science. With it, we can change humanity's destiny and usher in an destiny is something only the gods. They were gods living. À, Isu từng là thần, những vị thần sống luôn ấy. You call it Atlantis. I believe it was a city long ago, a place where beings of great knowledge and power lived before humankind had built even its. It was perhaps some kind of. I've heard enough. Ôi, thế ông này không có giải thích mình về cổ vật rồi. Phải tự khám phá rồi. Mình thực sự là ngại cái việc phải lên YouTube hay là Google hỏi xem manh mối tìm con Ares nó như thế nào lắm. Cứ nhát vào đã, biết đâu còn thiếu một mảnh nữa thì có gợi ý gì đâu. Chỉ cần để ý đến nó là được, nó dễ thế. Tất cả chỉ là vô tình. Toàn những cái nhiệm vụ vô tình mình làm được. Elethea cơ. Đấy là một nhân vật mới à? Harry, this artifact will help us close off the temple. You're nearly as stubborn as its former owner. Cứng đầu như vị chủ nhân cũ của nó vậy. Vậy đấy là cái mảnh đấy là của con con bò đúng không? Nhưng tại sao lại là 3 nhỉ? Trước đó mình có 2 à? Trước đó mình có 2 là giờ loạn hết cả lên này. Hay không phải nhỉ? Hay không phải có một mắt nhỉ? Hình như một mắt lấy ra. Mình không nhớ một mắt có phải lấy ra một cái quả táp địa đàng không nữa cơ. Mình nghiên cứu xem cái mảnh cuối cùng nó ở đâu ra.
Its owner had many questions for me. You should have come along. In your desperate search for immortality, you've ignored the obvious. You run endless simulations to find. Chưa có cái mảnh này. Nothing changes. It's pointless. Kinh nhỉ, 4 mảnh cổ vật. Có con ngựa mới à? Sao tự nhiên cái đấy lại sáng này trong khi mình quá từ lâu rồi mà. Có nhiệm vụ mới kìa. Nhiệm vụ chưa hoàn thành chứ có phải. Thế lực siêu nhiên để tìm cho nó. Cái bóng của những con rắn á. Thế không phải là thằng khổng lồ một mắt rồi. Vậy là khổng lồ một mắt không liên quan. Hai cái trước là mình đánh những cái con gì nhỉ? Con trâu này. Đúng rồi, con trâu rồi con gì nữa. Chắc là trong hai con một mắt mình từng đánh chắc có một con hay mình đánh một con một mắt để chết thật đầu óc rồi lẫn quá, không biết đánh mấy con một mắt nữa. Thôi rồi, cứ từ từ. Bây giờ là con rắn á. À đây đây. Đâu đây, hoàn thành những vụ ra hai thế giới. Một cổ vật đang ở Lesbos. Mẹ nó ghi rõ ràng, nó thì ngu thế nhở. Bực mình thật sự luôn ấy. Lesbos, quan trọng giờ Lesbos nó ở đâu. Lesbos. Mọi người bình tĩnh nhá, mình nhìn nó không được nhanh. Mình phải nhìn từ từ mới ra được Lesbos. Lesbos. Đây này. Ôi dồi, cái chỗ này mình mới đến đây có một lần. Trời ơi. Nó ở đây là nó ở đâu? Ma nó rộng như thế này. Đến đây làm gì nhỉ? Hôm nọ đến đây làm gì nhỉ? Chờ ai đến đây sao? Quên xứ mất rồi. Hôm nọ mình chơi 5 tiếng đồng hồ ở đây lận án rồi đến đây để hoàn thành. Thôi được rồi, đến đây ạ. Bực mình ghê cơ. Bây giờ còn phải tìm. Tìm nó đâu? Rắn á, vậy là liên quan đến rắn à? Hay là nữ thần tóc rắn nhỉ? Ừ đúng rồi, trong Hy Lạp là có nữ thần tóc rắn mà trong game này là chưa gặp bao giờ này. Chưa gặp bao giờ này. Một cổ vật đang ở Lesbos. Lesbos, Lesbos. Lesbos. Ma ơi. Giờ phải đi lang thang làm bao nhiêu nhiệm vụ. Nãy giờ hủy bao nhiêu video rồi. Toàn những cái nhiệm vụ linh tinh. Không biết lần này đã được chưa đây. Cái gì này? Chưa đến nơi đã thấy có nói gì ấy. Đang tế lễ à? Ô, bà là chắc sắp bị giết rồi. They're lost in paranoia. They think I sacrificed my Ligia to the creature in the forest. Hold your forked tongue. This walking curse is in league with a writhing dread. She just looks scared to me. Please, the creature took Ligia. Sinh vật đã bắt đi rồi. Ô, hay là nhiệm vụ này liên quan rồi nhỉ? Rồi để tôi sẽ cứu. I'll save Ligia. And kill any creature that tries to stop me. What are you saying? She will lead you to the petrified temple. Ô, đèn hóa đá này. Thế là nữ thần tóc rắn thật. Đèn hóa đá. Đúng là nữ thần tóc rắn rồi. Vậy là mình nhớ nhầm. Đúng rồi, mình nhớ nhầm. Vậy là mình giết được có mỗi một thằng một mắt thôi. Trong nữ. Đúng thật là mình mới chỉ gặp hai boss khổng lồ chứ nhở. Đúng rồi. Và hai cái boss ấy đều hành trình nó rất là dài và gian nan. Làm rất là nhiều nhiệm vụ phụ linh tinh luôn á. Mọi người có thể để ý. Ơ phải giết bọn này đi à. Giết bọn này thì dễ. Ô có đồ này. Nào vào đây. Ờ đấy. Lại nói là dùng chiêu vừa nãy mình còn bảo là
cái quả ám sát chí mạng của mình nó là đam gấp 10 lần đúng không? Nhưng mọi người phải để ý là mình còn có cả bộ giáp nó là tăng 30% sức mạnh của các chiêu thức luôn đó. Để xem nào. Vậy là gấp 10 xong gấp 30% nữa gọi là mười mấy lần luôn. Ui. Xin tí điểm Adela Line nào. Ồ, ở đây cũng có nhiệm vụ phụ luôn này. Nhưng mà thôi, mình đang làm nhiệm vụ kia rồi. Tí nữa thì ấn nhầm nói chuyện với ông ấy. Úi trời. Đâu? À, trong này à? À, cô ơi, cho mình cái dương mọi người ạ. You're safe now. Safe? I don't want to be safe, Mistios. I want to look deep into Lygia's eyes just once more, even if it kills me. Lygia sao lại nhìn sâu vào ánh mắt? Lygia thành nữ thần tóc rắn à? Love might be Medusa sao lại từ người thường thế này à? Mình tưởng cái quái vật Medusa nó là từ truyền thuyết. Có nghĩa là phải diễn ra trước cách đây khoảng cả nghìn năm khi mà các vị thần ấy. À mà quên, game này nó cũng biến tấu mọi thứ đi rồi mà. Như Bitago còn sống rồi đây. Hùng lũng hoa đá. And you're surprised she was taken by a creature? It's not safe here. We need to leave the city. Rồi, rời khỏi thành phố. Đi tìm thung lũng hoa đá nữa. Úi giời. Ê, có ngựa hả? Úi, xong bảo sớm, tôi gọi ngựa của tôi đi đéo đi ngựa đèo của các người. Ê, ui, giờ mới để ý này, ruộng bay lả tả đẹp chưa? Đung đưa mặc dù trông tương đối là giả nhưng mà tôi cũng được. Ê, đi đi. Trời ơi, chém một phát chết cả mấy con dê. Ui, cô kia đi nhựa nhanh phết nhở. Úi dồi ôi, lát léo quá. Ê, nó hút kia mũi tên vào mà không cháy luôn kìa. Tàn tích. Khu này nhìn đã thấy có gọi là không có tí sức sống nào rồi. Đi trước đi. Ở đây là có kho báu à? Thế thì phải tìm kho báu cái đã. À, nhà của cô ở đây hả? Cái bóng của tình yêu kinh. This place is ours, Lygia's and mine. Lygia là đàn ông hay đàn bà không biết. Not much of a... I've seen more romantic funerals. I found scraps of her clothes leading. Time to find Lygia. You lead the way. Lygia là mình liên tưởng đến một phụ nữ. Đi theo Bryce tới hang ổ của thú khiếp đảm quần quại. Nhà kinh vậy. Bất hoại ạ, à. NPC kinh ấy. Ui cái gì này, cây cối kinh ấy. Bốc lửa luôn à, cháy rừng à. Tàn tích Isu, vậy là quái vật này liên quan đến bọn Isu tao rồi. Ủa hóa đá kìa, đã có người bị hóa đá kìa. Ta định bảo không phá được mấy cái tượng này à, phá hết rồi. Phá hết mấy cái này có được thành tích gì không nhỉ? Úi dồi, đi nhanh lên chứ cứ đứng đây nói cái gì đấy. Ê, có tiếng kìa.
tình yêu kiểu gì mà nghe chậm ấy. Mình nghe đấy rồi. Bà lại mới một lúc mới nghe thấy. Thôi không phá mấy cái tựa đâu, mệt quá. Đừng có chạy thế, mất dấu bây giờ. Ôi một cái hang mẹ ơi. Ui. Là cô ấy, phải là hai người yêu đương đồng tính à? We need to get inside. But I see no openings and the walls are too smooth to climb. Lại phải giải đố mở đường nữa cơ. She shouldn't be in there. She should be in my arms. Her breath, her smell. Every night we'd meet at the dread ruins. I was late just once. I wanted to find her a rose. Tôi muốn tìm cho cô ấy một đóa hoa hồng. This is my fault. Đến. Nếu tôi đến đó đúng giờ thì không không. Đến đúng thì mẹ bây giờ bà cũng bị bắt nốt rồi. Ai mà giao nhiệm vụ cho tôi được. Đấy rồi, mình nói quá chuẩn luôn. Lygia là con gái của Artemis á? She believed they still had it, hidden in their village on Chios. I'll find it. Vậy là quay lại làng Chios để tìm. Man who claims he killed the creature. Impossible. But many believe him. He might know something. Được rồi, tôi sẽ quay lại. I'll find a way inside, and then I'll kill this creature. And I'll find Lygia the rose I should have given her that night. Someone. I tell you, another time will remember us. The poet Sappho, our favorite. À, thi sĩ chứ, mẹ tưởng bà này bà sáng tác ra thì quá là hay luôn, quá là giỏi luôn. I'll be back. Rồi, đi. Ôi mẹ ơi, xả thế. Cái khu này ghê thật, không biết nó có mở địa điểm chưa. Thôi được rồi, đến chỗ kia cái đã. Tưởng tuy xa nhưng mà vẫn ở trên hòn đảo, nhưng mà hóa ra không phải, nó là tận một hòn đảo khác thôi mọi người. Lại mất công tele về cái thuyền đi. Ủa phía trước đông vui chưa kìa. Úi giời cá. Chú cái đông đấy, lao vào để đánh nhau không biết có được cái thưởng gì không. Có một cái bùa mà trông lạ lắm kìa. Khả năng đánh nó lại có một cái skin thuyền thì sao ta. Sao nó cà khịa gì nhau nhỉ. Nhưng không phải tàu chiến, tàu buôn đi ra vậy. Không quan tâm lắm, làm nhiệm vụ chính ấy đã. Hòn đảo nó hoang vu quá, bảo sao trước giờ chưa bao giờ đến. Thực sự nó chả có thành phố gì mà liên quan đến các nhiệm vụ phụ ở đây cả. Ít nhiệm vụ phụ liên quan đến những hòn đảo này quá. Trên đảo này cũng có nhiệm vụ phụ này, nhưng mà giờ mình đã tìm được manh mối liên quan đến cái quái vật cổ đại rồi, chắc không cần mò mẫm nhiệm vụ phụ nữa đâu. Giờ cứ tập trung làm cái nhiệm vụ này cho nó xong đi đã. Ok. Said they be. The daughters of Artemis are where Brice said they be. The cave with the key must be nearby. This looks like the place. Nó có nhiều điểm để đánh dấu nhỉ? Here we are. À, có thể ở đây hoặc có thể ở kia, nhiều loại. À, nhiều chỗ. Có thể tiện tranh thủ phá cái tiền đồn này luôn. This is it. Có cái hang kìa, nghĩ là cái hang đấy hơn. Chắc chả cần phải tour ban đêm đâu. Trong hang vốn nó tối mà. Vậy là hang hình như là có 3 đường vào đúng không? Thế phải ngồi xuống đi cho nó yên tâm. Check check cái đã. Ok, không thấy đi. Có một kho báu ở trong này. Chắc phải có địch thì mới có một cái dương được đúng không? Ôi giời ơi, mẹ ơi. Phùn tì luôn chết cũ đi.
Úi dồi, chí mạng mà còn không chết. Con này khỏe đấy. Xem trong này có cái dương nào không nào. Làm gì có cái dương nào nhỉ? À đây đây. Đây rồi. Khả năng nó không phải đâu, hang nó dễ quá, nó ngắn quá. Biết ngay mà không phải ở đây. Game này chắc là game một dạng đoạn này tuyến tính rồi, mình sẽ phải làm đủ 3 cái hang, đến cái hang thứ 3 mới có chìa khóa cơ. Phía trước là một cái tiền đồn. Đi ra ngoài chiếm cái này luôn nhỉ. Mình giờ mạnh rồi mà, lao vào hẳn làng luôn đi. Tướng đéo gì. Úi giời ơi. Này thì chó sói này. Thợ săn ở đây chắc toàn đàn bà đúng không? Artemis mà. Làng nữ thợ săn ở đây. Ừ đúng rồi. Toàn đàn bà này. Giết người như bổ củi là đây chứ đâu. Tôi lại sợ các bạn quá. Ui cháy mẹ rồi. Giời. Xin tí điểm nào. Phong cách chiến đấu của mình nó đơn điệu lắm, nó chỉ quanh đi quẩn lại nhìn như vậy thôi. Lại bổ cú tiếp. Đúng thế nhở? Cháy đi là vừa. Úi dồi, ném sợ chứ. Dưới nước nó hết cháy rồi. Có cái dương nào ở đây nữa không nhở? Trời như chỉ có hai cái dương. Đúng rồi, hết dương rồi. Con này nó chưa biết gì cả. Chết. Ám sát cả con sói luôn. Chắc hết sạch rồi đấy. Còn cái hang ở góc kia nhưng mà thôi. Đi bên này trước. À lính đánh thuê kìa. Chưa chết ngay được. Mình phải ám sát chí mạng mới được chứ. Oh shit. Bổ củi chết cụ mày này. Chưa chết cơ. Cái giết này chả mấy chốc mà lên thứ hạng đầu. Phải ám sát chứ làm sao. Xoài hết xem nào có cái gì không. Ủa, ở đây còn cái gì nữa. À có cái giường ở đằng sau này. Thôi tí nó quay ra lấy. Trong này chỉ có gấu thôi mọi người ạ. Ui gấu là được nuôi à. Trông bài trí bố cục có vẻ đẹp này. Chỗ này không thể nào là nơi gấu ở được. Chắc chắn là người ở rồi. Chỗ này cũng có một cái giường kho báu. Chủ yếu là mình chưa biết nó ở đâu. Chắc đi lên trên này đi. Hay là cái đấy luôn nhỉ. Cái phía trước kia kìa. Đúng luôn, nó rồi rồi. Nó đây rồi.
chìa khóa có thể ở đây hoặc có thể không. Mình nghĩ là nó sẽ ở cái thứ ba. Biết ngay mà, phải qua lại kia rồi. Ô, không phải mọi người ạ. Nó hoàn thành nhiệm vụ mẹ luôn này. Vậy là cái vừa rồi của mình là ok rồi đấy. Đèo nhỉ. Nó mất luôn nhiệm vụ rồi kìa. Rồi, còn cái hang này chưa vào rồi, vào thử xem. Vậy là ở cái thứ hai này nó đã có rồi. Chán thật. Mình đọc vội quá. Còn cái hang Artemis, hang này tận hai dương kìa. Chỗ này thì chim cú đéo nhìn được. Đừng bảo nó rẽ nhánh ở đây nhá. Không phải. Gì ấy? Gấu à? Vẫn còn một dương nữa, không biết nó ở đâu. À, nên nó ở đây cả. Hay nhỉ, vậy là nó vẫn là hên xui đúng không? Quan trọng bây giờ là nhiệm vụ nó có mở vào nhiệm vụ mới chưa? Khoan đã. Vậy là bây giờ phải gặp cái thằng lính đánh thuê này trước rồi mới quay lại gặp Bryce. Còn cái nhiệm vụ kia là mình làm xong rồi. Ok, bây giờ tìm thằng này. Thằng này 2000 cơ. 2000 mét ở đoạn nào ấy nhỉ? Chắc quanh đây, chắc trên đảo này thôi. Ui, lại trở về cái đảo này. Man. Ê, chưa dịch chuyển được. Thôi rồi, chạy ra ngoài rồi dịch chuyển về cũng được. Lâu lắm rồi mới được mở khóa bản đồ một cái cách nói chung nó đẹp như này. Nói chung là đồi núi thì nhiều nhưng mà đồi núi để cao mà nhìn đẹp thì rất là ít. Nhất là có ngôi đền cũ trên này nữa. Thằng này đánh thuê nó ở góc kia kìa. Giờ quay lại gặp nó luôn. Ê. Excuse me? We're born into darkness and rise up to the greatest peace. Chào luôn, nói chuyện mình đi ra rót thêm nước lọc và rót thêm nước ngọt vào cái bình uống nước của mình đã. It is not philosophy, it's truth. Learn through violence, fate and seeing evil. True evil. You're talking about the writhing dread. The creature. When it ambushed us outside, we thought only of survival. My spear allowed me to stay out of its gaze. I was lucky. My friends weren't. Ok, bình thường là sẽ chỉnh sửa gì đấy, nhưng không biết lần này muốn cho mọi người đợi thêm một tí cho nó vui. Đừng gọi giáo đây. We are warriors. To let it go without a fight would be to dishonor my fallen friends. Ok. Mẹ cái thằng quạt quạt này. Mày tưởng mày ngon á hả? Chết luôn mẹ, có hai đường. Nothing special about this spear. Shit. Cô ấy chính là thú khiếp đảm quằn quại. Đó là một vòng lặp giết chết sinh vật rồi trở thành sinh vật đấy á. Ui. Vậy là Medusa không phải là một con quái vật bình thường mà là nó chính là cái mảnh cổ vật địa đàng đấy đấy.
Giết xong rơi ra, thế là tự nhiên người ta tò mò nhặt lên. Lời nguyền đã siết chặt lấy cô ấy rồi, luồn lách qua cánh tay và cuốn lấy cổ cô. Từ bên trong sinh vật ấy đã sống lại. Vậy là ông này cũng vì người thân thôi. Tội nghiệp ông ấy. Mặc niệm cho ông ấy, thế là đủ rồi đấy. Quay lại gặp Brian nào. Mình thì mình dùng cái bình giữ nhiệt của CGV đợt trước vợ mình mua ấy. Cái bình này chả đặc biệt lắm, nhưng mà mình thấy thích cả là kia chỗ uống của nó bé xíu, uống rất là lâu, rất là khó chịu. Nhưng mà trong cái giai đoạn cai thuốc này thì uống kiểu này rất là tiện ấy, bởi vì mình sẽ không được uống nhiều. Chứ thả mình ra mình uống nước ngọt nhá, những cái chai nước ngọt 1.5 lít ấy, mình toàn phải mua chai đấy, mình uống quá nhiều luôn. Một buổi chiều mình có thể uống có khi phải nói gần 2 chai thì cũng hơi quá, nhưng mà cũng phải hơn chai luôn ạ. Hơn chai 1.5 lít, gọi là 2 mẻ lít nước ngọt, nhưng không tốt. Có cái này để mình nhấp nhấp mồm ấy, đỡ thèm thuốc. Sao về đây nói chuyện với cái cô Brian này lạ nhỉ? Trong bức thư đã nói rõ giết xong cái con quái vật đấy, nó lại tìm một cơ thể khác để nó ám vào mà. Story was true. The daughters of Artemis were protecting this disc, key, this. I. And you didn't hurt any of the daughters when you took it? Chả có ai phải chết cả. There was no need for violence. The daughters of Artemis didn't even know I was there. Then Tichy truly is on our side. Lihia still stands. Nói dối, mình rất sạch, không chừa một mống nào luôn. Thậm chí còn đéo thèm ám sát, mẹ giết sạch sẽ, gọn gẽ luôn ạ. Sao cửa đấy mẹ phải mở bên này? Ấn thẳng vào cửa đi cho nó xong. Ôi mẹ ơi, sao không trèo vào nhỉ? Chỗ này là một khoảng không rộng lớn mà. Ôi chết thôi. Đừng có to mồm thế. Đồ ngu ngốc. Vào khéo cô chết toi mất rồi. Breeze, you have no idea what. Breeze! This looks like the way. Lại một cái mê cung. Icarus không ở đây được á? Nhảm nhí đấy nhỉ. Sao cái cô ấy không có khả năng gì mà cô ấy chạy nhanh ấy nhỉ? Cô ấy đi xa đấy. Ít mẹ rắn. Mình bực mình quá, tự nhiên lại dùng hơi bị quá đà rồi. Dùng hẳn ulti để cho giết một con rắn ạ. Quá là phí phạm, bình thường mình hay dùng đuốc. Đúng là những lúc yếu thì mình đó mình nó mới bình tĩnh được. Bây giờ khỏe rồi, tao đã lung tung rồi. Ôi mẹ ơi, Medusa. Lydia là bị con rắn nó ám vào rồi. Trời ơi. Đừng. Biến thành đá bây giờ. Ơ sao lại cất chân như này? Medusa phải là người rắn chứ. Ôi mẹ ơi, con này khó thế. Đừng bảo nó biến mình thành đá nhá. Đích được à? Hay phải giết cái con này nhỉ? Đừng để cái đấy chiếu vào đúng không? Nó chiếu vào biến mẹ thành đá đấy. Kìa nó bé lại rồi, nó bé lại kìa. À rồi. Mày chết rồi con. Giết đi Sabata, chết. Ui, đau.
Nó đâu rồi? Nó lại chiếu, từ. Xong. Cháy chết cụ mày đi. Mày chết này. Ơ kìa. Hình như chiếu vào người mình sẽ biến dần thành đá đúng không? Oh shit. Đúng không? Nó chiếu vào này. Ờ đúng rồi, người. Ui, đông đá. Thử thôi. Quả trứng chết thật bây giờ. Từ từ, lao ra để xin điểm adrenaline của nó. Đúng rồi. Chết rồi, nó lại gọi đạn ra rồi. Úi dồi ôi, nó vừa gọi đạn mà nó còn thích đông hóa đá mình thế này. Ôi sao đây? Ma nó. Tự nhiên game nó crash mọi người ạ, là phải chơi lại một đoạn. Không sao. Chả hiểu tại sao nữa. Nhiệt độ không cao, chip không quá tải, chả cái gì cả. Chắc là do Windows nó bị lỗi lỗi gì đấy thôi. Úi dồi, phí một chiêu của tôi rồi. Gọi đội ra đây. Gọi người ra đây. Con này nó khó ở chỗ là nó gọi ra đông mà chỉ có mỗi một cái cục này để né cái hóa đá của nó thôi. Ok. Ôi dồi, lại phí một triệu của tôi rồi. Chết cụ mà này. Mình nghĩ là đổi vũ khí đi, cho nó nhanh, con này nó nhanh quá. Lại gọi đội. Được, mấy chó chứ lại. Chết rồi. Hay lắm. Bỏ khiên ra bạn ơi. Hay lắm. Bố cuối. Ôi kìa, cái gì đấy? Mẹ mày này. Lại chiếu. Chiếu mẹ mày đi. Ta ra xin tí điểm adrenaline nào. Úi dồi, phí thế. Này chiếu cụ mà này. Cháy. Nó đâu rồi? Fuck. Chắc là không gọi đội nó đâu. Sắp hết máu rồi. Đây rồi. Mày chết. Lihia must have picked up the artifact and transformed into that creature.
Vậy là Lysia nhặt cổ vật mà chết. Kinh. Bảo sao cái con quái vật nó sống bao năm như vậy. Có nghĩa là ai mà giỏi lắm. Rất nhiều người giỏi giết được nó, nhặt được, biến thành chính nó luôn. Không biết giờ mình nhặt có bị thế không nhỉ? Chắc không. Bẻ vỡ nó ra, biến thành một quả táo địa đàng. Ok. Phải biết cách đúng không? Phải có dòng máu cổ đại trong người mới làm được. Không phải vô duyên vô cớ. À, nhặt được bông hồng này. Có thể thay Bryce tặng lại cho Lysia. Sao đồ họa đoạn này kinh tởm ấy. Mặt đất rung rinh rung rinh. Cũng đọc bài thơ kia luôn ấy. Đồ họa đoạn này trông tởm lắm ấy nhở. Kinh ấy. Bông hoa trông buồn cười vãi cứt. Thật sự luôn, không biết lỗi gì không biết. Hay là tự nhiên biến mất kìa. Úi giời, chỗ này chắc chả bao giờ mình muốn quay lại luôn. Trông không có một tí Ê, có kiếm kiểu Berserk kìa. Hay chưa. Nhưng mà cái chỗ này không có một tí sức sống gì kìa. Chả muốn quay lại tí nào. Xem cái kiếm kiểu Berserk có cái gì đã. Biết đâu lại là một cái tính năng ngầu lòi nào đó. Đâu. À đây. Giảm 25% thời gian hồi không cần. Nhiều kỹ năng lắm, mình dùng có bao giờ hết đâu mà phải sợ. Trong lúc nó đợi nó hồi thì dùng cái khác, chả vì gì phải khổ sở thế cả. Trời, toàn mấy cái đồ linh tinh. Nhiều đồ quá, có mặc hết đâu. Mình còn chả có tiền mua ô nữa đây này. Đến đoạn level cuối này nhá. Nâng level ấy, tiền đéo bao nhiêu là đủ cả. Lúc nào nó cũng hết. Vừa mới biến về xong đã bị nghe Eletia giảng đạo rồi. Để ông này ông cứ ngồi đây quanh năm suốt tháng. Hàng trăm năm ông nghe những cái này đấy hả. Có thể nghe bọn này nói không? Đội dịch thuật có tâm phết nhở? Dịch đầy đủ luôn này. Mặc dù chả ai nghe cả, mình tin chắc là rất nhiều người không nghe luôn. Giờ phong ấn ngôi đèn thôi. Đứng đây à? Mấy cái laser xuống đầu sao? À, đây là chế độ chụp ảnh mà. À, hóa ra đây chế độ chụp ảnh. Mình chả mấy khi dùng, cũng không để ý lắm. Có nhiều phòng chưa? Bên kia cũng có cái cánh cửa kìa. Thời điểm này bạn đang sở hữu một cổ vật. Ngọn giáo à? À, là cái quyển trượng này. Kéo dài tuổi thọ là cái trượng. Phải nhượng lại nó. Giờ là lượt của cái khác để cân bằng những phương trình. Vãi thật. Vậy là mình phải lấy cái trượng của ông này. Ô, ông này không muốn giao cái trượng này cho mình à? Mẹ mình có con gái không mà. Ông ấy ích kỷ thế nhở? Pythagoras, the one with reason behind it, I believe. Acquiring contemporaneity. Acquiring a voice, that's what. I'm taking over your recordings. The humans have had enough of your pompous speeches. Ngồi đứng cái trượng đây. Ông bố già này. Call me Alicia. I am truth in its revelation, and I am calling you out. You, Isu, who
try to rewrite the laws of the universe. You who manipulate human progress, what do you hope to achieve? You treat humans as useful apes. Giờ nghe con mẹ nó nói mãi luôn đó hả? Vừa nãy mình đang bảo là chả ai nghe, cuối cùng chắc nó dỗi quá, giờ nó nói nó đéo thay đổi gì được luôn này. Hay là đoạn này phải đối với nhau với ông này, đừng bảo đùa thế chứ, hai bố con này chưa bao giờ gặp nhau giờ lại phải đối đầu kiểu này, nó không hay ho lắm nhỉ. In your desperate search for immortality, you've ignored the obvious. You run endless simulations to find one in which nothing changes. Đi quanh quanh đi xem có gì hay ho nào. Không trèo lên đây được mọi người. Có không trèo lên đây được. À, tường của bọn Isu nó không thể trèo được mọi người. Kinh nhỉ. Ông ấy cứ đi bên nọ bên kia đấy. Those who came before, they speak to us and show us revelations. Though these words of disapproval are troubling. Gods have argued before, but none Poseidon competed for Athens. I wonder if Aletheia won control of this place. Mình đang thiếu sống ông ấy luôn này. Nên đếch cháy. Vậy là cái giọng Aletheia này chỉ là giọng được ghi lại thôi. My fellow precursors set endless challenges in your path. Artifacts, creatures. Don't get me started on the Olympus project. The meddling got out of hand. Bắt ông này xuống dưới đâu. I have no easy answers for you. Your future depends. Đéo ai muốn hỏi gì đâu, làm gì thì xong mẹ luôn đi, rách việc thế nhở. Ông lại đổi vị trí rồi này, chắc sắp đến rồi đấy. Để sắp đến lúc ông ấy phải nhượng lại cái trượng cho mình đấy. Ui giời. Và triết lý giáo điều con này lắm nào. Xong rồi đấy. Ông đã quyết định nhượng lại cho mình rồi. Thả đèn đây nhiều nhiều tí cho nó sáng sủa. Cứ đẩy lưng người ta, ơ cái ông này bị điên à? Nếu không phải vì đây là bản Việt hóa, chắc mình sẽ cắt ghép lại cái đoạn này. Cắt hết những lời con này nó nói đi. Thôi cứ để đây. Biết đâu những lời này sau này mình xem lại video mình có thể hiểu hơn được. Nhấn nút và khởi chạy một giải lập khác á. Nhấn nút ở đâu? Nút nào?
affliction! Where I thought there would be wisdom, there is only the garbled babbling of a fool. Pythagoras, calm yourself. Maybe this invention was meant for someone else. There's no need to lose your reason over mere words. Tự nhiên lại nhận ra cái chùy Atlantic, nhận ra cái chùy, tôi cần cái chùy làm đách gì cái đi. This is incredible. The knowledge stored here is overwhelming. It will take me years to decipher it all. What about sealing Atlantis? Have you found a way to do it? Oh, yes, yes, I think so. Well, what is it? The staff is the key. All right, it's time. I can't. Suy nghĩ gì nữa? Not yet. Sao lại chưa? Ông này đang bị lòng tham chi phối rồi đấy. Listen to yourself. You've gone mad. You need to accept some knowledge was not meant to be had. Knowledge is power. The only power worth having. At what cost? Ai cũng mong muốn sức mạnh cả. Và ông này thì coi trí thức là một sức mạnh và ông ấy muốn giữ cho riêng bản thân đúng không? It was your plan to seal this place, and I agreed to help. Để đến phút cuối cuối cùng ông này lại phản bội lại à? We are sealing this place to keep the cult from using it to enslave humanity. That is bigger than your quest for knowledge. The cult. Ông này tham quá. Người tốt cũng có cái tham lam của riêng họ đúng không? It's too dangerous to leave this place open, and you know it. You wouldn't understand. Your pride will cost us all in the end. It's not about pride. What good is knowledge if you curse all of humanity in the process? It's what you wanted to avoid in the first place. Sometimes it's better if we find our own path. We are not ready for the power this place offers. Không tin. You're right. I cannot save humanity directly, but I can save it from itself. Ôi rồi, ông là định hủy diệt nhân loại sao mà dùng cái từ nha mệt đấy. This. Ông ấy giao lại cho mình rồi. Humanity's fate will be decided by the choices you make. Ok. I understand. Cassandra, choose wisely. Oh. Ông này trường sinh là do cái trượng giống như những cái người, những cái con quái vật kia ấy. Nó sống lâu là nhờ những cái mảnh của vật địa đàng. Ông này cũng đang cầm một bó vật địa đàng, thế nên khi mà bị người khác lấy mất là ông ấy sẽ chết. Chỉ còn là một cái xác khô. Cái xác biến mẹ mất rồi. Cho bụi luôn à. Ui kinh thế nhở. Nhiệm vụ mới, khải huyền thượng cổ. Úi dồi, ấn vào cái nút này hả? Từ từ, cứ từ từ. Có cái trượng mới để xem nó như nào đã. Vậy là trượng này nó không phải như gậy. Nó là một dạng vũ khí như cái giáo, cái thương ấy. 24% tỷ lệ giảm một nửa thương tổn. Mẹ, vũ khí thì cần cái giảm thương tổn làm đếch gì. Tỷ lệ nhận được 30% ra máu trúng đòn. Cái này như kiểu thiên về phòng thủ ấy nhỉ. Nhưng cái đồ này cũng cá nhân mình thì mình thấy không thích cái đồ này lắm. Thử xem đổi sang cái bộ khác đi. Rồi dùng cái bộ này đi xem nào. Má. Ui, có phát sáng mọi người ạ. Ê ui, cầm trông ngầu phết đùa đâu. Ấn nút. Nhưng mà làm thế nào để phong ấn nó? Một câu hỏi quá hay luôn. Ui, tôi bị hút vào một thế giới khác luôn à? Hay là hút đến Atlantic? Má. Ơ, sẽ là về con này rồi. Ok. À. Trời ơi, đừng bảo là mày lại khởi động lại nhá. Everything in order? Then
Open sesame. Đấy, toàn bộ trí thức của nhân loại đây. The nodes are interconnected in ways I couldn't imagine. This is more complex than any Isu temple we found. I'm recording everything, Layla. Do you see the staff anywhere? Not yet, but there's more to explore. Chuyện chắc Cassandra mang đi chỗ khác rồi. Phải nghiên cứu thêm mới thấy được chứ. The mechanism should be open. I don't know, Layla. I'll check my notes on the east. Oh, I see it. There's a beam of light missing. Thiếu mất một tia sáng. Time to troubleshoot. Giờ phải lên sửa. Chắc bị bít lại. Kìa kìa. Giờ phải trèo lên trên kia. Kinh quá. Chắc là có hiện tượng là chảy máu, thành ra là mới có những năng lực của người xưa chứ đúng không? Một người hiện đại không được huấn luyện gì mà leo trèo như thế này là quá là điêu luôn. Ơ kìa, đủ má nó. Mọi người thấy là lúc Leap of Faith xuống nước đấy, nó chạm vào cái mảng đá, lẽ ra phải vỡ đầu chết rồi chứ đúng không? Vô lý thật. Úi dồi ôi, lại một đống những xoay. Đây. Từ cái này. Ui, đá mà kéo như này á hả? Điêu thế, mẹ chỗ này nặng chắc phải cả hàng tấn luôn đấy. Đây là đá mà chứ không phải là nhựa đâu mà đẩy dễ thế. Đoạn này điêu đéo chịu rồi. Điêu thì vãi lìn luôn á. Giải đố đéo, đéo nhìn rõ thế này giải cái gì trời. À, đi rồi đấy. Bây giờ kéo cái này. Bao giờ nó có tiếu tia sang kia thì được. Ok. Để lùi cái này lại một tí. Nó có phản chiếu đi đâu không? Không à? À đâu rồi này. Trời. Nước nông thế này mà nhảy thế không chết. Không trèo lên trên này được nhỉ. Tại sao lại vô lý như vậy. Ê lên được rồi này. Đếch lên được. Không vào được mọi người ạ. Như kiểu có bức tường vô hình ở đây ấy. Mọi người nhìn đâu. Đó. Có bức tường vô hình ở đây. Thế là không tiến gần lại cái bức trong suốt ngăn cách kia được. Mình muốn đến gần hơn để nhìn mấy con cá mà không được. Vậy là không phải do đây là đá của tộc Isu không trèo được. Vẫn trèo bình thường ở đây. Nhưng mà cái chỗ đấy là nó game nó đéo cho mình đến. Where is it? Nó đâu rồi, ngu thế nhỉ, người ta cầm xong người ta phải mang chỗ khác chứ đéo ai để đây. What? True knowledge exists. What the fuck, Cassandra sống từ đấy đến giờ luôn. À chắc do cái trượng. Good friend told me that once. Possible. Cũng ăn mặc vest như thường, vậy là chứng tỏ cũng trà trộn vào thế giới thường đúng không? Ui. Yes. I used to be called the Eagle Bearer, but Icarus is long gone. Icarus thì chết rồi. Nó chỉ là con chim bình thường thôi mà. Can't. It's You weren't really looking for me, were you? It works. The Isu artifact, the staff of Hermes Trismegistus. You must have so many questions, Layla. Sao Cassandra lại bình tĩnh khi Layla đến đây này? You know my name? Maybe the gods told me. Maybe I had a vision of the future. À vậy là Maybe Cassandra biết hết. In your ear is noisy. Sorry. I came here with a purpose. To find you. And put an end to what I started many centuries ago. Bạn giáo đâu rồi? I have your spear. Would you like it back? Oh, no. You can keep it.
It's broken. But you used it broken. It was powerful. I used it to defeat enemies even Herodotus could not describe. But everything must come to an end. I left it to him when its power was exhausted. À, vậy là khi chia tay Herodotus, cô là cô trao cái ngọn giáo cho ông ấy. Bảo sao mình vẫn kiếm được cái giáo đấy, nhặt được cái giáo đấy. I have so much to tell you. That staff is incredibly important. It kept you alive. How? Cassandra trải qua cả nghìn năm mà lại không có thay đổi kiểu tóc nhỉ? Vẫn cổ điển ấy. Tóc là không hợp với bộ vest đúng không? Mọi người công nhận không? Listen to me. Order, chaos. If either triumphs alone, the world dies. Trật tự quá không được, hỗn mang quá không được. Chấm dứt hỗn mang thì lại mang đến sự tàn phá của trật tự đấy à? Trật tự nắm quyền mọi thứ. Pythagoras was right. You are the key to the prophecy. You will restore the balance, Layla. I have fought in too many wars. I have seen too many people die. I have walked from one end of the earth to the other. This belongs to you now. Oh, sao thế mình nhỉ? Trao cho người khác dễ thế. Thế thì Cassandra chết còn gì nữa? Promise me one thing. Anything. When you are done, destroy it. Destroy them all. Destroy them all. Giết, phá hủy, tiêu diệt tất cả chúng. Tiêu diệt tất cả chúng, vậy là chúng là cái gì? Tiêu diệt tộc Isu à? Ôi, tóc bạc này. Hóa đá. Chết. Ôi, nhẹ nhàng nhỉ, không có bị kiểu ràng buộc như ông bố. Chứng tỏ Cassandra là một người chính trực ấy. Trời ạ, sao trận trừng phạt khả dụng như thế nào nhỉ? Sao này, trận trừng phạt khả dụng có nghĩa là game nó bị loạn đến lỗi này. Nói chung mặc định là khi Kasan đến cái trường đoạn này là tự động trở về thời quá khứ, nhưng mà chưa kịp hình, chưa kịp chuyển về mà đã cái tính năng đã về đấy rồi, trận trừng phạt khả dụng nữa. Ô, phong ấn chỉ có thế thôi. À, mấy ông này đang đợi ở trên này. What are you two doing here? You know us, always on your tail. Old Herodotus couldn't wait to see you. I told you, Vanellas. Syra is said to hold a secret no one can fathom. Yes, but a lost world. It's perfectly possible. Atlantis may exist. Sounds like Hui to me. But he's insistent about it. Herodotus is right. Atlantis exists. Incredible. It's true. Sao ông cứ ba phải mà tin người ấy nhỉ? Ông đã không tin, ai nói cũng không tin, cuối cùng mình nói phát ông tin ngay. My mother sent me here to meet my real father. You know Pythagoras? It's him. Your father was living in a volcano? Pythagoras? That's unthinkable. It would make him immortal. He had the staff that belonged to the ancient civilization. It kept him alive all this time. Makes perfect sense. Đó, tôi lấy mấy cái quyền trượng rồi. Ông ấy chết luôn rồi. He was a stubborn man. He wanted to keep all the knowledge of Atlantis to himself. Stubborn. I suppose that trait runs in the family. Đéo vãi, nó là cả khịa Cassandra luôn này. Sorry for your loss. It's all right. But none of this can ever pass your lips. This stays between us. You have my word. But the world needs to know. We could tell the most. Vậy ông này vẫn kể chuyện, chỉ là không hé răng những cái chuyện này thôi. Oh, fine. À thế thôi, ông không kể gì luôn. Then it's settled. Let's move forward.
like always. Nhưng mà vẫn còn chứ đúng không? Chắc phải còn cái gì đấy. We've learned a lot, haven't we? You know it all. Speak for yourself. I'm on the hunt for truth. Gods know not all your myths are accurate. They come from the gods themselves, who are the most reliable sources we have. Có khi nào từ đây lại mở ra một cái câu chuyện gì đó không nhỉ? You've both been a great help to me. It doesn't matter who's right or wrong. And you would know, as the eagle-bearing demigod you are. Perhaps she, too, is immortal. Sure I am. I do know one thing for certain. This has been an odyssey I won't forget. Cứ như đây là kết thúc đấy nhỉ? Mình nghĩ chưa kết thúc đâu. Hoặc là à, vì đây là cái DLC mà. Đây chắc là hết cái DLC rồi. Nên mình sẽ phải làm một cái khác. Hết rồi đây à? Atlantic đã bị phá hủy. Ơ, còn nói chuyện được này. Ơ, gia đình mày chết hết rồi. Sao đấy? À, vậy là khi Chu Du này, gia đình ở nhà chắc chết rồi. I'm sorry to ask this of you, but could you take me to Samos? I need to pay my respects. Được, thì về thôi. Thank you. I'm not sure I could make this trip alone. Có thế đồng muốn về à? Còn ông kia rồi đó. Ồ. Đâu nhỉ? Nhận nhiệm vụ đi đã. Chuyện gì cũng có hồi kết. Herodotus nhận được lá thư của anh trai nói cha mẹ ông đã mất. Cha mẹ của một người đồng hành cùng mình mà ông đã ông hiền vãi, tự nhiên ông đi theo mình. Bây giờ lúc cha tứ thân phụ mẫu chết ông không ở nhà được, nhưng mà cuối cùng ở đâu nhỉ? Ủa, Seimos, Patos, Nasos. Ui dồi, đúng cái đảo mình còn chưa đến thế này. Đi đến hơi khó đấy. Đi đường nào mà đến bây giờ? Chỉ có đường này thôi. Má, cái bản đồ chỗ này còn chưa mở nữa chứ. Không nói chuyện được luôn ạ. Đào nhỉ? Ông già như thế rồi mà ông nghĩ cha mẹ ông ở nhà đợi, ông là bị điên mẹ rồi, thật luôn đấy. Nhìn ông này chắc bố mẹ ông ấy cũng phải gần trăm tuổi rồi. Thế mà còn tưởng cha mẹ ở nhà đợi, ông đâu hiểu ông nghĩ gì luôn. Bảo ngu đâu không phải, vì ông ở nhà thông thái mà, đâu có phải ngu dốt gì đâu. May là cái video này là khám phá Atlantic này nè. Trong những cái video trước khi mà mình khám phá thám hiểm khắp nơi ấy, thì cũng lấy được hai cổ vật rồi. Một cái là của thằng một mắt này. Cái chỗ một mắt đấy thì là tuy là lần đầu mình chơi nhưng mà mình cũng biết đến cái đấy từ lâu rồi. Biết đến từ những lần đầu ấy, đến cái hang đấy không có cái cách gì để mở, tức là vô tình vì theo đuổi cái đấy mà lại tìm một mảnh cổ vật này. Cái là con trâu, lúc đấy mình đang đi tìm giáo đồ thì phải. Ừ đúng rồi, thì vô tình giết được con trâu đấy. Thú vị. Chứ đúng ra cái video này sẽ phải nó rất là dài đấy. May quá, nhiệm vụ của mình chỉ là đi tìm con nhân sư và... Ơ okay, xuống. Xuống ở đây được rồi, tiện đi mở khóa bản đồ kia. Chỉ là giết nhân sư và con Medusa. Con Medusa không phải là quá khó, nhiệm vụ của nó quá là ngắn. Mình cũng mất một vài nhiệm vụ phụ ở đấy. Kiểu như là cứ phải đi, mọi người biết ở đây là phải đi lung tung tìm side quest.
cũng ghi hình nói năng lung tung các thứ, nhưng về sau không phải nhiệm vụ chính, à không phải là cái mà mình đang tìm như thôi. Cả lần trước cũng thế, cái video trước 5 tiếng đồng hồ đấy, thực ra nếu mình chơi là cực kỳ lâu luôn, từ 7 giờ tối lúc hôm đấy mình về rồi mình chơi đến tận, mình nói chung là không biết được chơi đến mấy giờ, nhưng mà cái lúc mà mình chơi xong luôn mình cũng không ngủ nữa, mình ngồi xem tin tức này, một tí linh tinh các thứ rồi ăn sáng chuẩn bị đi làm luôn, mà lúc nói chung là đến sáng luôn á, thức cả đêm. Hôm đấy giọng mình nó hơi bị đều đều. Trèo lên tượng nhà người ta, đứng mở bản đồ, lịch sự và vụ duyên dáng dễ sợ. Đấy, cái video 5 tiếng đấy mình chỉnh cực kỳ lâu luôn, mình chỉnh chắc được phải gần tháng, lười, vừa lười mà vừa lúc làm nó cũng rất là lâu luôn. Cái video này mình cũng làm xong thì không biết là hôm nào mình up đây. Chắc hôm nào có hứng mình livestream xong mình sẽ chỉnh sửa để mà up vào ngày hôm sau. Còn hiện tại thì mình đang, nói chung là việc nhiều lắm, công việc áp lực nó mệt mỏi lắm. À đúng rồi, phải gọi thuyền chứ nhở, không có thuyền làm sao mà đưa ông về nhà được đúng không. Nói chung là mình biết được là khi mình ghi hình video xong thì hôm sau chắc cũng không có up được, mình không có thời gian cắt ghép, mà không có thời gian upload, không có thời gian để mà edit tên phim các cả tên video các thứ luôn đó. Đi làm từ sáng tới muộn, nhà thì bao việc. Cái gì đây, buồn hay là vui? Đúng mà, quê ông mới có khác, quê ông mới chả có gì cả. Không biết ông này có về đây luôn không? Take it at your own speed. You'll get through this. When I hear you say it, it does feel more true. You're stronger than you know. You're right. I suppose we should head to my family home first. Lead the way. Đi nhiệm vụ phụ ấy chứ. Cầu kỳ phết nhỉ. Ê, bọn lính mình cho mặc đồ của Cosmo cho buồn cười nhỉ. Trông cái gian xảo đéo nào. Là nhà ông đây à? Đấy, phải đánh dân như thế này thì ông mới chạy. I'm sure your mother remembered those days fondly. I know I do. So many faces I don't recognize. You've been gone a long time. Even so, I was hoping to meet someone I know. Someone who'd remind me of. Ông là ông sợ xác chết à? We've only just arrived. It'll be okay. Được chưa? Chết rồi, mình làm cho ông hoảng sợ rồi. Đi như thằng ăn cắp rồi này. Mình ngồi ông cũng ngồi được rồi. Ờ, NPC game này đồng hành như thế. Phải như thế chứ, nhiều lúc đang dẫn người đi mà mình ngồi mà thằng đó đứng thì cũng hơi bực mình đúng không? Về nhà ông mà đi như kiểu ăn trộm ấy. Ôi, nhà ông không có cửa, nhà nháo này. Nhặt hết tiền của ông ấy luôn. Trời, ngủ ngay dưới sát mặt đất này luôn này. It doesn't look like it's changed much in my absence. Cuối cùng gì này? One of your toys? Đồ chơi à? I often hid it when he wouldn't let me play with it. Ồ, sao lại nhà như kiểu bị giết này. Vắng vẻ này. My father always felt art was a great outlet when things seemed overwhelming. A tablet. Looks like some old writing. The ships never stay for long. Samos is a place people come for a visit, but not to live. Sao nhà ông này lại có đại lương lính đánh thuê ở trong nhà này? Sao có thằng nằm ngủ ở nhà ông ấy này?
Em trai đấy à? À, cũng là một người lính đấy. Theodoros. Ông anh cả có vẻ không thích. I'm glad you're back. You have some nerve, little brother. You stroll back into this house when you didn't even return for the funeral. I regret ever sending you that letter. Why doesn't everyone just take a deep breath? How could you say I didn't come back when I'm here right now? We came as soon as the letter arrived. You must have swam here then. It's been 5 moons since I... Gửi 5 ngày mẹ giữa biển như thế mà, 5 ngày. How does any of this involve you? I'm a... She's a friend. Oh, how nice. You went off to write and explore while making friends, and you left me here to take care of... Ông đấy các bạn không thích khi mà cứ phải ở nhà chăm lo mẹ già đây. I needed to leave. You could have taken me with you. À, cũng muốn đi à? I have things to attend to. One of us still cares about Samos. At least tell me where they died. We marked a spot on the nearby cliffs. Pay your respects and then leave. There's nothing for you here. Vãi, now. Nói chuyện gắt gao thế nhỉ? Vậy là ông này sau nhiệm vụ này cũng không có ở đây đâu, ông vẫn thi theo mình thôi. Làm gì có nơi nào chứa chấp ông này, gia đình như thế mà. Give him some time. I'm sure he's just surprised to see you. His eyes showed hatred. He probably missed you. It's a bit late for that. I know, but perhaps it was the one I deserved. I'll come with you. I'd like that. If you're ready, we should go. Waiting to face reality will... Đi thôi. Là đi thăm mộ của cho bố mẹ ông này. Ăn năn. Tên nhiệm vụ nghe đau lòng quá nhỉ. Vậy ông này cũng đam mê viết sách quá. Viết tiểu thuyết, viết chuyện các thứ. Sử ca ấy mà. Bỏ nhà đi chắc lâu lắm rồi đấy. Nên ông anh cả ông mới giận dỗi như vậy. Đi ngựa mẹ cho nhanh. Ờ, ông cũng có ngựa, thế mà không nói mình trước. Rất là đẻo nhá. Ờ, đi đâu thì đi đi, ơ kìa. Cái thằng già ngu ngốc này. Chôn bố mẹ xa thế, tận vách núi nào không biết. Ô, ông kia ông mới va phải người ta kìa. Ui, mộ đấy hả? Để tôi thắp một nén nhang nha. Trời, ngồi mộ bốc cháy. Where fate decided to take them from us. Không biết bia mộ có hình cái bình kia có ngụ ý gì không nhỉ? I thought I'd write about their history on Samos and all they did one day. But not this soon. I should have been here. Should never have left. Cầm được, ông không đi thì làm sao mà tôi có ai viết chuyện cho tôi được? There is nothing you could have done. But if I had tried, maybe... Maybe you would have died alongside them. And that would have helped nobody. Ừ, chuẩn đấy. Nghĩ phải thoáng lên chứ. Right. I want you to remember that while we're on Samos. I'll try. I just wish I could have seen them once more. If there's anything you'd like to say about your parents, you should. I always feel more comfortable writing
Và mà lúc viết hơn lúc nói ông này giống mình này, mình nói chuyện kém, giao tiếp kém, giọng điệu của mình nhã không hay nữa, thành ra là mình chỉ thích viết thôi. Có cái gì thì mình viết thì nó thoải mái hơn là nói. Sorry I didn't come back sooner. There was so much I wanted to tell you, to show you. Mother, you were one of the strongest people I knew. You pushed for truth, no matter the obstacle. Father, your compassion is something I won't soon forget. You taught me it was okay to feel for myself and for others. Your names and deeds won't be forgotten. We should head back. Rồi, đi thôi. Không biết ở nhà trên đảo này có biến gì không? Chẳng lẽ gặp cái ông anh có một lần thế thôi hả? Ám sát, trời ơi, có kẻ rình mò, có kẻ rình rập. Bắn tên đéo kém ấy. Như bọn thổ dân ấy nhỉ. Ăn mặc với mặt mũi kìa. Ừ, né đi. Để tôi xử lý chỗ này cho. Giờ cho chúng mày xem thế nào là giết người như bổ củi như này. Này chưa chết này. Those were followers of Ares. Why do I have a feeling they don't belong here? I have never heard of them being on Samos. Something is going on. Đúng rồi, bọn này trông lạ lắm. Mà cái đảo này lúc mới đến là trông thanh bình lắm mà. I don't understand. The question is whether they came on their own or someone sent them. Neither outcome is favorable for us. À mà thôi. Exactly what we're going to do. Về gặp mà ông anh đi đã. À chỗ này cũng có vùng đất này. Mình có thể đánh nhau ở đây mà mở rộng vùng đất. Gì đây? Ông lính kia mẹ chạy đến thì nữa. Còn mỗi cái xác chết ở đấy có cái gì đây? Mình chứng tỏ là ông thoát tội giỏi. Ê, sao lại đứng ở trên đỉnh núi này? Ơ kìa, ông cái bị làm sao? Độn thổ à? Ông áo xanh kia không phải anh em gì tất cả. We were just attacked. God's cursed these warring Greeks. Was it the Athenians or the Spartans this time? Neither. It was a group called the Followers of Ares. Whoever it was, thank the gods you're okay. Something is happening here on Samos. Cái gì cơ? Môn đồ của Ares, thần chiến tranh à? Dạ, thần chiến tranh. Môn đồ trông củi bắp nhỉ? Trông như bọn thổ dân ấy. Tôi giải quyết được. I'm not leaving until I get to the bottom of this. If it's not safe, you shouldn't stay. Có tôi đây rồi, không phải lo. Ông anh cả cứ khó chịu nhỉ? Come, mister. If this fool won't heed our warnings, it's not our concern. They weren't much help. Something doesn't add up. How could Theodoros and Mister both know nothing? Vậy là hai người đấy có chủ mưu chăng? I think they were keeping something from us. Vậy là Mesto chắc không là em của ông này chứ nhỉ? Nhà vậy là nhà ba anh em mà chứ không phải hai đúng không? Nhưng sao tên của ông mình nghe khác ấy nhỉ? Giờ đến cái hang mà ông này hay chơi bé. Để xem có dấu gì ở đấy không? Hiện nhiệm vụ đi để tôi còn ấn nào, giờ tôi đích biết nó ở đâu luôn á. Hơi mẹ xa thế rồi. Xem có điểm tiên lên nào đấy không? Hay là phải chạy bộ rồi?
Úi giời ơi, bỏ mẹ rồi. Phải gọi ngựa rồi. Quái thật. Ê, cái ông... À, cái thằng vừa lấy mình giết vẫn nằm ở đấy. Kệ đi, đây quan tâm. Không nên lo chỗ bao đồng. Ủa sao lại đi kiểu này? Đi đường vòng à? Ơ, mẹ cha như nó. Tự nhiên chắc vừa mình ấn lỗi cái gì đấy. Quái nhỉ. Mình không nghĩ là Hera lại là thần ăn mặc như kiểu chiến binh như này đâu nhá. Trong đầu mình cứ nghĩ Hera là vợ của Zeus nữa. Sao lại ăn mặc như kiểu chiến binh này, có cả khiên, giáp, trụ, thương các thứ. Lạ thật. Hay là trên đền thờ chỉ là cái thần nào đó thôi. Ví dụ như là thần Athena đứng ở trên chẳng hạn. Chắc là thần bảo vệ thôi. Đây là kiểu như là bức tượng bảo vệ thôi, chứ không phải là hình ảnh của thân đâu. Để... Mình tò mò về độ chi tiết của game, mình sẽ vào thử ngôi đền xem bức tượng của Hera có ở trong này không. Ở đấy, Hera như này mà. Đúng rồi, đây mới là Hera. Vừa rồi không phải. Hay nhỉ. Những bức chính là nhá, game này nhá. Các cái đền thờ nó làm cực kỳ chi tiết đấy, mọi người nhìn xem. Quá đẹp. Trừ khi là các ngôi đền, rất nhiều ngôi đền nó na ná nhau. À, chính là cái bà này à? Ồ, bà này vừa nãy mình trèo lên mình mở bản đồ nó mà hóa ra bà Hera đấy à? Trông cái tông màu sặc sỡ quá. Trời ơi, mãi mới đến nơi xong dùng con Icarus để kiểm tra thì nó lại còn xa thêm 100 mét nữa. Nhặt gỗ, gỗ dễ nhặt nhất giờ. Phun gỗ, thừa gỗ chả để làm gì. Ê, đến một cái hang. Ờ, mà ông bảo đến một cái hang mà. Ô, sao ông đến sớm ấy, nhanh nhất. Ủa, có máu này. Xoay cho nó kỹ. Vào trong đấy mà lại. Ô, có thường dân trong này cơ. À, kiểu tù nhân ấy. Ba kho báu á. Mình mới chụp được có hai thế này. Từ từ đi ra chụp lại xem nào. Không thể là bỏ sót được. Tí nữa vào trong đấy nhìn ra được đúng không. Bay thêm một đoạn đi cho nó gần hơn, cho nó có tầm nhìn. Đó. Ok, đủ ba dương rồi đấy. Nào đi theo tôi. Ông có theo không? Hay ông bịp bợm ấy? Chắc ý ông là mình phải giết sạch đi rồi thì ông mới theo được. Chứ còn bây giờ đang như này ông vào sao? Ớm lắm nhỉ. Ông vào thì có mà ăn hại. Ông đấy thì làm được cái tích sự mẹ gì. Xác chết ở đây mà chúng nó không thu dọn đi. Hồi thối thế mà ông chịu được. Có mấy thằng thôi chứ gì. Đơn giản như đan rổ. Nhẹ nhàng luôn ạ. So this is where they've been hiding. You were right to suggest we look here. But they've been dealt with. Không thể nào, đây chỉ một đám thôi. Phải có nguyên nhân chứ. Tại sao chúng nó ở đây? Đúng rồi. Biết đâu chính ông anh cả thuê về ra đúng không? Quân phục của cả Athen lẫn Sparta. Vậy là bọn này nó cố tình làm thế để gây chiến rồi. Có cả thơ ca luôn kìa. Ôi, phong cách thơ của Theodoros. Con dấu của gia đình luôn. Phải là có người đưa. Ai đưa? Theodoros chứ ai đưa nữa. Tiền Ba Tư. Vậy là quân Ba Tư đã mua chuộc những cái bọn này. Không có tên Mesto. À, thằng Mesto là cái thằng luôn luôn cười thân thiện ấy mà. Oh shit, không có tên Mesto ở đây. Trời ơi.
Trời ơi, quá là dễ đoán luôn. Vậy là Mesto. Mesto là thằng có tội. I'm afraid to even say what I think is going on here. Tôi cũng đang sợ đây này. Nếu mà là cái thằng Mesto đấy thì rồi thì, ông cứ kể xem giả thuyết của ông là gì đã. Tell me what you're thinking. Persia wants to take control of Samos. It'd be a good staging ground for something greater. You're right. I only wish that was all there is to worry about. What is it? If Persia is involved, they couldn't have done this alone. They would have needed someone here to help them. Someone with ties to the Empire. And influence on Samos, yes. Other than myself, there are only two others who could be Theodoros for what's going và Mesto. Không có tên Mesto là chuẩn rồi đấy. Herodotus. With everything we found, everything you've seen and heard, please, just tell me which of them it is. It's Mestor. He brought the followers of Ares here to help Persia. I was afraid you'd say that, but I know you must be right. What do you want to do now? I need to talk to Theodoros. I don't understand why he'd do this. Drachmi can be a powerful motivator, as can the promise of power. But he already had both of those. I know you. Có khi nào đi ra ngoài này xong? But we don't always get the answers we seek. Ông này vẫn đang đi theo mình, chứng tỏ là đoạn này vẫn còn cái gì đấy. Ủa, đây là đường cụt mà. Xong này phải chạy ngược lại à? Má, không có đường ra mọi người ơi. Vậy là nhận nhiệm vụ rồi, tự bay về thôi. 700m à? Thôi tê lê đi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Một hòn đảo quanh đây. À đây, chính đảo này đây. Góc này, mình chả bao giờ mình chơi cả, thành ra khó nhớ quá. Ê, giời ơi, bực quá, trong hang không được. Rồi, cái hang này nó sâu chứ. Rồi, phải chạy một đoạn dài, chạy ra ngoài đã. Về báo tin, không biết ông, có khi ông chết cũ rồi chứ lại. À, vẫn đang ngồi này. Nhà cửa chán này, không có cửa nèo gì luôn. Ngủ ngay dưới, tầng dưới này luôn này. Why have you not left already? That's enough. Put away your disdain for me for one moment and listen. We found where the followers of Ares were hiding, and we know who they're working for. Ông này cũng biết rồi chăng? And who is that? Mestor. He's in league with the Persians to take over Samos. Khóc quá này. That can't be. We aim to free Samos from control of this war, but we never spoke of giving it to the Persians. Then he kept that part from you. À, vậy ông này bị giấu. I'll find out on my own. Có khi ông này chết không? Không, ông này mà chết không được. Ông này phải sống thì Herodotus mới tiếp tục cuộc hành trình với mình được chứ, đúng không? Ông nếu mà chết thì ông này phải ở đây quê hương cai quản mọi thứ. I know you care deeply for your brother, but this isn't finished. We tasked ourselves with protecting Samos, and it's not yet safe. We need to go after him. Where to? To find Mestor. I guess Mestor knows we want to help. Where's the others? Sao tự nhiên có lính ở đây này? Năm trăm mét, 500m tới đường đi lúc nào như này đây. Ô, phơi cá là trông thật chứ, ô hay nhỉ. Đấy, họ phơi cá trên nóc nhà đấy. Game này nó bố trí kiểu random ngẫu nhiên, phơi cá ở trong sân nhà thì giống như trong nhà ấy, thì chắc mình chửi bỏ mẹ ăn các bọn làm game này mất. Không sao, này trông cũng được, trông cũng gọi tí sức sống đúng không? Quá được luôn, nhưng mà cũng được nữa.
Đâu nào. Vẫn còn xa lắm. Hay quá, cứ có chí mạng như thế giết lợn lòi nó mới nhanh. Bọn lợn lòi nó khỏe thật đấy. Hiếm khi nào bắn một mũi tên mà nó chết luôn đó. Được rồi, lao vào mà tấn công như điên thôi chứ còn. Xoay kỹ xem có dương báu ở đâu mà nhặt. Ám sát. Bướng này. Con chó này. Sao ông lại đi kiểu gì, vừa mới có mấy giây mà đã bị bắt này. Vô lý nhỉ. Không nghĩ là ông này yếu đuối như vậy á. Dạm, ông hối hận khi đuổi tôi đi chưa? Không có tôi thì ông chết rồi. Nào, đi đâu nói một câu, nào đi đâu thì nói một câu. À, mình là người dẫn à? Được rồi, đây đi theo tôi. Tôi sẽ cho một cái cách đi khó nhằn với ông. Ông có thể leo núi chứ? Ông có thể leo núi chứ? Ông leo núi được không? Ông này thì leo thế đéo được. Chạy quanh quẩn như thằng ngu kìa. Nhưng mà ông lên được, vô lý chưa? After he ordered me locked up, he left. Seemed impatient. Theodoros. It seems you were right. I thought Mistor and I wanted the same thing. He was just using me. It hurts he did this. I know. I've treated you terribly. You just remind me of everything I didn't get to do. Ông này kiểu như cũng chỉ ghen tị với em trai được đi du hay gọi là chu du khắp nơi. Should thank the gods they have someone like you fighting for them. They'll know of all you did here. We may have lost one brother today, but we found each other again. You know what needs to be done now, right? Lao vào đẩy nhau cơ. I do. You can stay behind if you want. Rồi tìm Master. Master tận 200m kìa. Xa thế. Khéo ông này ra vách núi tự tử. Lại gặp nhau ở một nơi trống trải như này. Cho một mình luôn. Không thèm có chi viện gì luôn. À, nhiệm vụ là cần phải nói chuyện mà. Thành ra là không giết được ông ấy. Vừa mới cháy rực lửa xong giờ đã bình thường rồi. Okay, you got me. How could you do this? Đúng là trông cứ càng vui vẻ thì càng ẩn chứa những sự thật nó chéo ngoe nhỉ. That was an unfortunate accident. I promise you, I weep for their deaths every day. I can't trust anything you say. Người Ba Tư có âm mưu gì đây? Tell me what the Persians are planning. Samos would make a good stronghold, don't you think? À, muốn làm một thành trì ở phía biển đông này. Bảo sao có một cái vịnh Ba Tư ở trên cái đảo này. It doesn't matter now. The followers of Ares working for you are dead. Everyone will know what you did here. I'll make sure of it. Oh, I hope you do. I've always wanted my name to be remembered. However, you may not want to start writing just yet. What do you mean? Sao thế? The ships are already on their way. Đội thủy lên. Ôi tôi chết rồi. Vậy là mình giờ mình phải ra tàu chiến. Đi mẹ. Let him go. We need to stop the ships. I'll meet you there. Bây giờ mọi người phải lên tàu đã. Kệ thằng kia đi, thằng Mesto đấy, chắc là tính sau. Về tàu.
Ui dồi ôi, quân cướp biển. À mình hay gọi là cướp biển nhưng thực ra bọn nó gọi là ba tư cũng được. Ơ ở đây có một điểm dịch chuyển này. Thế mà chưa mở rộng bản đồ. Mình mong muốn được đến một cái vùng biển Địa Trung Hải như này quá. Đá này đá vôi đúng không? Sao nó trắng toát à? Thích. Ngày xưa xem phim, đặc biệt là cái phim gì nhỉ? Cái biển vùng Caribe ấy. Như lúc mà ở Anh ấy, trên bãi biển đẹp thế. Đây là Địa Trung Hải khác với cái vùng biển đấy, nhưng mà nói chung là biển. Nghĩa ta đứng ở giữa đó, giữa biển đại dương. Nước biển đen ngòm là được. Chứ tối tối đen mình sợ lắm, mình bị sợ đại dương mà. Bọn này vào sẽ được, bọn này là máy tính mà NPC. Bọn nó chỉ có đi lại lại này thôi, không có sợ đâu. Quyền của tướng kìa. Húc nó. Lên thuyền đánh nhau chơi. Ông Herotos ngồi ở đây. Đấy là phải chui xuống hầm trú ẩn mới đúng. Ôi trời. Đang định là đá nó xuống. Đá xuống dưới, đéo được. Quân mình mặc áo Cosmos bây giờ nhìn loạn hết lên, chả biết đâu là đồng đội đâu là địch luôn á. Nhìn bọn đồng đội trông nó cũng, à nhìn bọn địch trông còn giống đồng đội hơn. Máu trâu phết đấy, đùa đâu. Có hai dương thôi à? Ít thế trời. Ôi cấp. Ôi không. Ai cần sát tại em đéo thì tự nhiên lại nhặt nó lên thế trời. Nhiều trường đoạn buồn cười đó chịu được. Tiếp tục nào. Rất là cần phải thay đổi trang phục của thuyền đi, mặc cái này trông nó dễ gây hiểu nhầm quá. Này, cởi chân chụp chụp qua đi. Ê, không, không, không đổi được cái này. Chán thật. Không sập luôn đi nhỉ. Đánh cái thuyền bé này một tí. À, nó đang hướng thẳng về đây này. Húc luôn thôi chứ còn gì nữa. Tông thẳng vào nó. Vỡ tan ra đi. Ê, nó phải thế chứ. Úi dồi ôi, bắn tới tấp. Đây, vị trí thuận lợi để húc người này. Còn thằng chết tiệt kìa. Quân 34 này, quân 34 đã giết ông ngoại của Cassandra đúng không? Mẹ bọn đã đáng chết. Vào thẳng luôn. Húc phần nữa là bỏ chết luôn này. Đi ra xa húc thì cho đẹp nhá. Mình muốn làm một cái trường đoạn húc này, tơi tả cái thuyền của nó.
Đỡ. Đỡ. Giờ thì húc này. Úi giời ơi, feel like queen. Như kiểu là gió vậy. Ê, đúng rồi. Giờ mới nhớ ra, may quá. Lúc nãy nhìn bản đồ mình thấy có một hòn đảo nhỏ. Đây này, à, thế đằng nào cũng đến đây đúng không? Thực ra mình nhầm ấy, mình tưởng là đảo này cơ nhưng không phải. Hóa ra là đảo này, nhưng mà đây là nhiệm vụ DLC mà. Vận mệnh Atlantis, một mảnh giấy khó hiểu, chứa được nhiều câu hỏi hay lời giải. Hiến dâng bản thân với ai, lý do gì? Á chà chà. Vậy nhiệm vụ này là, thôi thôi cứ để sau nhá. Cái tính sau đi. Atlantis có thể đợi được, mình sẽ đợi để lúc khác. Bây giờ là hoàn thành nốt nhiệm vụ trong này đã. À, nói chuyện với ông luôn này. Nói chuyện với ông luôn đi. Có thể ông không cần về nhà nữa. Đi luôn. What about Mister? After his failure, he won't get a second chance. Plus, there's no way he'd stay on Samos now. Theodorus has changed. He's the Theodorus I remembered. He was always willing to admit fault. It's a trait too few people share. Then you believe things will be okay, even if you leave Samos again. Of course. Vậy là đơn giản, ông là đi là không cần từ biệt với anh trai luôn. And he understands mine is elsewhere. Good. Thank you for everything, Cassandra. Without you. Đúng thật, không về đợt vừa rồi mà không về kịp ấy thì có khi anh trai của ông này chết rồi chứ lại. Nhưng mà xong trên người ông này vẫn còn một cái nhiệm vụ phụ gì ấy nhỉ? Nói chung ông là không ở quê nữa, nhưng mà ông ấy cũng không có đi theo mình nữa luôn ạ. mình hơi xấu chơi một tí. Thực ra thì ông này khi mà trong trò chơi thì mình cũng chả mấy khi nói chuyện với ông này, nhưng mà mình không muốn ông ấy rời khỏi thuyền tí nào cả. Mình sẽ để cái nhiệm vụ này sau, bao giờ mình chán không muốn chơi game nữa thì mình mới tạm biệt ông này cơ. Nhưng mà còn bây giờ ấy, còn lâu ông mới được đến Athens để mà chào tạm biệt nhá. Ok, thế là mình sẽ ngừng video ở đây thôi. Video tới thì mình sẽ đến làm luôn nhiệm vụ này luôn. Người kế thừa ký ức. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cho mình xin một like và subscribe nếu chưa đăng ký nhá. Bye bye.